Tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy bị thương tổn thật lớn, lại hao tổn ba thành, liền không thể sử dụng, đại lượng thiêu đốt thuần dương tiên đan cũng không thể thay thế tác dụng của cảnh giới. Ba huynh đệ phần vũ, điển vi, ác la lấy tu vi thuần dương cảnh liên thủ thúc dục tiểu động thiên pháp khí, kinh nghiệm vận dụng tiểu động thiên pháp khí so với Lâm Hy thì phong phú hơn, mặc dù tiểu động thiên pháp khí cũng đã bị thương tổn, so với tình huống của Lâm Hy thì khá hơn nhiều. Lâm Hy hiện tại đã không dư thừa thuần dương tiên đan lãng phí ở trên tế luyện pháp khí nhưng mà sau khi trở về hai kiện pháp khí hợp lại làm một vẫn là có thể lấy thừa bù thiếu tu bổ lẫn nhau nếu là vận khí tốt tu bổ ra hai kiện tiểu động thiên pháp khí hoàn hảo cũng không phải là không được chỉ một vài món bảo vật này liền là một khoản thu nhập không nhỏ rồi huống chi ý thức của lâm hy thăm dò vào vài kiện không gian đại sơ lược đảo qua còn ở bên trong phát hiện ra đại lượng tài liệu tu luyện thu hoạch lần này không tệ đầy đủ đền bù cho thỉnh tiên đan của ta rồi lâm hy khẽ mỉm cười đem những thứ này thu lại thân thể thoáng một cái lập tức đi xuống phía dưới lúc lâm hy từ trên đám mây bước xuống khí thức bàng bạc trên người hắn cũng nhanh chóng suy yếu rơi xuống hồi phục lại tu vi luyện khí thập trọng thánh vương cấp như cũ thỉnh tiên đan là đan dược duy nhất có thể ngắn ngủi đề cao tu vi người khác lâm hy mặc dù bằng vào đan được do đệ ngũ thần phi biếu tặng này đạt đến tiên đạo cảnh nhưng đây cũng là tạm thời không coi là tu vi chân chính thật là thoải mái a à. lâm hy khẽ nhèo ánh mắt lại hồi tưởng lại cảm giác tiên đạo cảnh, cái loại cảm giác cường đại này rất dễ dàng nghiện phải. Ba huynh đệ phần vũ, điển vi, ác la cũng là cường giả tiên đạo cảnh, lại bị hắn một viên thỉnh tiên đan trực tiếp đánh bại. Lực lượng do thỉnh tiên đan mang đến mặc dù là tạm thời, là thuộc về ngoại lực, không phải là tu vi chân chính của mình, nhưng là cũng không phải không có chỗ tốt. Tích lũy của Lâm Hy ở luyện khí cảnh đã tiếp cận khủng bố, như vậy tích chữ càng ngày càng dày, tương lai lúc trùng kích tiên đạo cảnh lực cản sẽ rất lớn. Nhưng mà trải qua thỉnh tiên đan hướng dẫn, giống như một đám cây cỏ đột nhiên bị nhổ ra một chút, sau này lực cản khi Lâm Hy trùng kích cảnh giới sẽ bị suy yếu rất nhiều. để ngũ thần phi, nhận nhân tình của ngươi rồi. Lâm Hy khẽ mỉm cười, rơi xuống đất. Trên mặt đất, Lý Tuyết cơ nhìn Lâm Hy, còn bảo chỉ thần sắc rung động. Làm sao, thấy ta không chết, rất giật mình. Lâm Hy tay áo bồng bênh, thản nhiên nói. Hừ, Lý Tuyết cơ cúi đầu xuống. ngươi chết hay không đâu có liên quan gì đến ta. Lâm Hy chỉ là cười mà không nói, tâm tư của Lý Tuyết Cơ hắn sao lại không biết. Bất quá chuyện không nắm chắc tuyệt sẽ không đi làm, Lý Tuyết Cơ muốn mượn đao giết người, đó là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên, chủ nhân, chủ nhân, ngươi làm sao? Một trận thanh âm run rẩy đột nhiên từ phía sau truyền đến. Từng gã nam tử nô bộc của Lý Tuyết Cơ hỗn loạn tụ lại một chỗ, vừa kinh vừa sợ nhìn Lâm Hy. Khốn kiếp, người rốt cuộc muốn làm gì với chủ nhân chúng ta? Lâm Hy nhíu nhíu mày, hắn vừa mới lao ra thủy tinh cung dưới đất, cũng trực tiếp bộc lộ thân phận của mình, bị những người này thấy được. Đột nhiên không đợi Lâm Hy kịp phản ứng, bá một tiếng, một thân ảnh kéo ra khí lãng xông ra ngoài. rầm 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 tiên khí hồng lưu đào thiên phủ đầy trường không, trong thời gian tính bằng hơi thở, hơn 10 người nam nữ bộc nhân ngay cả cổ họng cũng không thốt lên được một tiếng, liền liên tục bị lý tuyết cơ đánh bạo, hóa thành hơn 10 viên tinh thạch rơi vào trên tay của nàng. Người cư nhiên giết chết bọn họ, Lâm Hy giật mình nhìn lý tuyết cơ, Hắn là đang suy tư nên đối phó với những người hầu này của Lý Tuyết Cơ như thế nào, không nghĩ tới Lý Tuyết Cơ tự mình đem bọn hắn giết chết, không có nửa điểm do dự. "Hừ, không phải là hợp với tính toán của ngươi sao?" Lý Tuyết Cơ lạnh lùng nói, "Biết được bí mật của ngươi, dù sao bọn họ cũng không sống được. Thay vì cho ngươi được tiện nghi còn không bằng chính mình động thủ, ít nhất ta còn là chủ nhân của bọn hắn." Bàn tay của Lý Tuyết Cơ nắm chặt, liền đem tinh thạch của những người sau khi chết biến thành này nhất nhất nuốt xuống. Nữ nhân thật độc ác, Lâm Hy ngẩn ngơ, thế mới biết chính mình xem thường lãnh khóc cùng quyết đoán của nữ nhân này. Chân khí kết tinh của mười mấy người rất nhanh đã bị Lý Tuyết Cơ hút sạch rồi. Trên mặt của Lý Tuyết Cơ một mảnh lãnh đạm, không có bi thương, cũng chưa nói tới thương tiếc, tựa hồ đây chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Trên thực tế, cẩn thận hồi tưởng lại, coi như là chính mình đem sư huynh nàng phong ấn hóa thành tinh thạch để hấp thu, trên mặt của Lý Tuyết Cơ cũng không có gì thay đổi, tựa hồ sớm đã biết vận mạng của gã người của phong bạo đại thế giới các ngươi đều là dạng như thế này phải không khóe miệng lâm hy mang theo một tia châm biếm nếu như hóa thành những tinh thạch này là môn nhân của ngũ lôi phái hay hoặc giả là thượng quan giao tuyết thanh liên thánh nữ hay hoặc giả là đám người hải thánh vương lâm hy cũng tự hỏi không có cách nào làm được như lý tuyết cơ ngươi là đang trào phúng ta hấp thu người một nhà sao lý tuyết cơ lạnh lùng nói trên mặt nhưng cũng không có thay đổi gì giống như đang nói với lâm hy một chuyện tình bé nhỏ không đáng kể trào phúng lại hắn. Ta không biết đại thế giới của các ngươi là cái dạng gì, nhưng mà phong bạo đại thế giới nơi này, tu sĩ công phạt lẫn nhau, vì kết tinh mà công lực của đối phương biến thành. Đây đối với chúng ta mà nói căn bản không coi là gì. Bởi vì, đây là pháp tắc sinh tồn ở chỗ này. Lý Tuyết Cơ một câu nói ra bí mật, thuận tiện còn liếc lâm nghi một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Trường 1206, Di sản của đám người phần vũ 2 mỉa mai trên khóe miệng lâm ghi trong nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng một mảnh nghiêm nghị. Hắn rốt cuộc hiểu được tại sao Lý Tuyết Cơ lại đối với mình hấp thu chân khí kết tinh của sư huynh nàng có thể nhàn nhạt, nhạt như thế rồi. Ở trên bản chất, phong bạo đại thế giới cùng tiên đạo đại thế giới giống nhau, đều là thế giới nhược nhục cường thực. Bất quá có chỗ không đồng dạng là phong bạo đại thế giới so sánh với tiên đạo đại thế giới làm ra còn muốn triệt đề. Có thể tưởng tượng, cường giả được rèn luyện ra ở trong hoàn cảnh này sẽ đáng sợ đến cỡ nào lần đầu tiên dưới tình huống không có nhìn thấy bất kỳ cường giả tiên đạo cảnh nào của thế giới này lâm hy đối với phong bạo đại thế giới này có một loại nhận thức lãnh khốc mà thanh tình lấy tình huống bây giờ của lâm hy loại nhận thức này càng nhanh càng sớm thì càng tốt thật đúng là một cái thế giới lãnh khốc a à. lâm hy nhìn lên bầu trời trong lòng giống như cười mà không phải cười đi thôi nói một câu nhàn nhạt, nhạt lâm hy đi vào thủy tinh cung ở dưới mặt đất bố trí một cái cấm chế Lâm Hy liền ngồi ở trong đó bắt đầu bế quan tu luyện, về phần lý tuyết cơ cũng là tùy nàng đi đâu thì đi. Lâm Hy tin tưởng, nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ba gia hỏa này, rất nhiều tài liệu A, luyện hóa không gian đại của ba người Phần Vũ, Điển Vi, Ác La Song. Lâm Hy đưa vài đạo ý thức nhập vào trong đó, đầu tiên nhìn thấy chính là tài liệu giống như khắp núi đầy biển. Tiền đạo xuyên qua các thời không, vị diệt, săn giết các loại đồ vật, tìm kiếm tài liệu cũng là đủ các loại lâm hy thấy trong không gian đại của ba người có không ít tài liệu chân quý của địa ngục đại thế giới thi thể của yêu ma còn có một chút kim khí đặc thù trừ cái này ra còn có một chút yêu hạch to lớn đó là tâm hạch của yêu tộc cường đại trong yêu tộc đại thế giới loại này giống như trái tim của yêu ma là một chỗ ẩn chứa năng lượng dày đặc nhất trái tim thiên sứ trong không gian đại của ba người một đống đồ vật chiếu sáng dạng dỡ hấp dẫn chú ý của lâm hy đó là một chút quang mang sáng trói của trái tim giống như là thủy tinh có mạch lạc kết cấu như huyết quản, phanh phanh nhảy lên, tản mát ra khí tức năng lượng bàng bạc. Những gia hỏa này lại còn đi qua quang minh đại thế giới. Lâm Hy lấy làm kinh hãi, phần vũ, biển vi, ác la thoạt nhìn đi theo thần tử qua rất nhiều thế giới, cất giấu cũng vô cùng dày. Quả nhiên là người rất được thần tử tin cậy, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn cẩn thận nhìn xem một chút, cấp bậc của những thiên sứ chi tâm này không cao lắm, cũng chỉ là trình độ cấp bậc luyện khí, bất qua thắng ở số lượng nhiều, luyện khí cửu trọng có hơn 600 viên, luyện khí thập trọng có hơn 300 viên. Mặt khác còn có hai quả trái tim thiên sứ cao cấp, vừa nhìn liền so sánh với trái tim kia của hắn to lớn, tỉ mỉ hơn. Đây là thiên sứ chi tâm cấp bậc thuần dương, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đan dược trên người phần vũ, điển vi, ác la không nhiều lắm, cũng chỉ là mấy viên đại tiên khí đan, còn có những đan dược bổ sung chân khí có cấp bậc rất cao khác, nhưng số lượng cũng là rất ít ỏi không có nhiều, Hoàn toàn không có cách nào so sánh với Lâm Hy có số lượng thuần dương tiên đan to lớn. Xem ra, bọn họ vẫn là thiêu đốt thiên sứ chi tâm để duy trì năng lượng cần có của tiểu động thiên pháp khí. Lâm Hy rốt cuộc hiểu được, năng lượng mà bọn họ khống chế tiểu động thiên pháp khí xuyên toa thời không là lấy được từ nơi nào rồi. Thiên sứ của quang minh đại thế giới vô cùng đặc thù, chỉ sợ thiên sứ chi tâm có cấp thấp hơn nữa cũng là hữu dụng, năng lượng của bọn chúng vô cùng thuần túy, cơ hồ chính là do thánh quang năng lượng thuần túy cấu thành, không hề tiêm nhiễm trên tính chất hoàn toàn có thể thay thế thuần dương tiên đan sử dụng, hơn nữa dư giả. Địa phương mà ba gia hỏa này đi qua cũng thật nhiều. Mặc dù đối với ba huynh đệ phần vũ không có cảm tình gì, nhưng mà địa phương ba người này đi qua rất nhiều, còn khiến cho Lâm Hy hâm mộ không thôi. Cho đến hiện tại, hắn cũng là đi qua một ít địa ngục tiểu thế giới cùng vị diện chinh chiến chi địa mà thôi. Trong lòng hắn cũng có chút hiểu được, bọn họ tại sao lại được thần tử tín nhiệm, phái tới đuổi giết mình. Có thể ở ba đại thế giới này sống sót, vốn chính là chứng minh cho thực lực. Đáng tiếc, các ngươi gặp phải chính là ta. Ý niệm trong đầu Lâm Hy chợt lóe, tiếp tục kiểm kê thu hoạch kia của hắn. Trên người ba huynh đệ phần vũ, điển vi, ác la, đan được gì gì đó, trừ mấy viên ra, cơ hồ là không có gì nữa. Bất quá cũng có thu hoạch ngoài ý liệu, đó chính là Lâm Hy ở trong đó phát hiện ra đại lượng hỏa hệ tài liệu cùng băng hệ tài liệu đẳng cấp cao. Những tiền đạo tài liệu băng, hỏa này chi chít, bị trồng chất ở một bên, nhìn giống như là dãy núi, nhìn ra được bọn họ hiển nhiên đã tích lũy một thời gian rất dài rồi ba gia hỏa này là chuẩn bị đem những tài liệu này bán đi sao trong lòng lâm hy lướt qua một cái ý niệm trên người tiên đạo cường giả luôn có hai dạng đồ vật trồng chất nhiều nhất một dạng là thi thể của hung thú yêu ma bị đánh chết gọi tắt là chiến lợi phẩm một loại khác liền là tài liệu mà mình không dùng được những thứ khác chỉ cần là mình có thể dùng tới vĩnh viễn đều là ở trạng thái thiếu thốn nếu là đã có liền đã dùng xong lâu rồi tiên đạo cường giả vì cường đại, đó là không hề trì hoãn một phút một giây. Trong không gian đại của Lâm Hy, một khi có tài liệu gì đó đều là lập tức hấp thu, trừ phi không có lợi ích gì lớn mới có thể lưu lại. Phần vũ, điển vi, ác la rõ ràng lộ vẻ không am hiểu thủy, hỏa tuyệt học. Bọn họ không dùng được nhưng Lâm Hy lại cần dùng đến. Liệt dương đại pháp, băng hoàng đại pháp của Lâm Hy đều là có thể hấp thu tài liệu tu luyện thủy hỏa. Vừa lúc tiện nghi cho ta, ra đi, tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức đem thủy, hỏa tài liệu trong ba túi toàn bộ vận chuyển ra ngoài. ầm um, mấy cái không gian đại huyền phù hư không, miệng túi hướng xuống, mở to ra, không ngừng phun ra tài liệu. Đồng thời chân khí trong cơ thể lâm hy phân ra thủy hỏa, đem hai loại tài liệu bất đồng toàn bộ bao lại. Luyện hóa cho ta, chân khí hồng lưu của lâm hy hóa thành một mảnh băng, hỏa cự long hẹp dài, lân giáp rõ ràng trông rất sống động, đem những đoàn này bao quanh lại, sau đó hấp thu. Ông, tiên đạo hỏa diễm hào ạt cùng hàn khí triều tịch không ngừng tràn vào trong cơ thể Lâm Hy, lớn mạnh hai môn tuyệt học trong cơ thể hắn. Liệt dương đại pháp cùng băng hoàng đại pháp của Lâm Hy vốn là đã đạt tới cấp bậc đại viên mãn. Hôm nay dưới sự duy trì của tiên đạo tài liệu trong không gian đại ba người phần vu, biển vi, ác la, lại bắt đầu hướng cảnh giới cao hơn mà lên. chương 1207, chứng đạo thuần dương. Hống, trong tiếng gầm gừ như có như không ở chỗ sâu hư không, Lâm Hy tả hữu hai bên liền bắt đầu hiện ra hai cái hư ảnh khổng lồ, liệt nhật quân vương cổ xưa dần dần mơ hồ hóa thành một gã cường giả đế vương chi tướng cự đại, uy áp càng tăng, trên người tản mát ra một cỗ khí tức hạo đại. Đây là một tôn liệt dương đại đế, so sánh với liệt nhật quân vương càng là tồn tại cường đại hơn. Đại lượng hỏa hệ tiên đạo tài liệu khiến cho bị liệt nhật quân vương này từ hư hóa thật, cuối cùng ở trong cấm chế bộc phát ra quang mang so với mặt trời còn muốn trói mắt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần nhiệt lượng mãnh liệt kia ngay cả lý tuyết cơ ở bên ngoài cấm chế cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi trừ liệt nhật quân vương băng hoàng đại pháp ở bên phải lâm hy cũng ngưng tụ ra một tôn hóa thân mới đế bào màu lam nhạt liếu tu bồng binh thần sắc lãnh tuấn không giận mà uy ở chung quanh thân thể của hắn hàn xương, tuyết hoa vô tận phiêu phiêu đáng đáng tới lui không ngừng cố khí tức lạnh thấu xương tủy này chỉ là liếc mắt nhìn một cái cũng khiến cho người ta hít thở không thông phảng phất như máu cũng bị ngưng kết lại đây là một tôn băng đế, băng hoàng đại pháp siêu việt đại viên mãn, đã tới cảnh giới cực cao liền sẽ hiện ra. Thời gian từ từ trôi qua, hai môn đại pháp của Lâm Hy ở dưới sự rèn luyện đầy đủ của tiên đạo tài liệu càng ngày càng chân thật. Cả cái thủy tinh cung ở dưới đất đều ở dưới sự chiếu xạ của quang mang băng hỏa, quang ảnh thiểm thước, chập chờn không chừng, thậm chí còn chiết xạ ra ngũ thải quang mang. Trong nháy mắt liền là 7 ngày trôi qua, Lý Tuyết Cơ đã dần dần thích ứng loại biến hóa này, thủ ở bên ngoài, vô hình trung hộ pháp cho Lâm Hy. Đó cũng không phải là nàng muốn làm, mà là vô hình trung hành động cho loại nhân vật này. Nàng ở chung với Lâm Hy chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, nhưng trong thời gian ngắn này lại trải qua từ nghiến răng nghiến lợi, nghĩ hết biện pháp muốn giết Lâm Hy, đến trình độ dần dần tâm lạnh lại, tiếp nhận thực tế. Người trẻ tuổi bên cạnh cường đại đến bất khả tư nghị. Ở cái địa phương phong bạo đại thế giới xa lạ này lại còn có thể nhanh chóng thăng cấp. Cho dù là phong bạo đại thế giới, Lý Tuyết Cơ cũng chưa từng thấy qua loại thiên tài có tiềm lực tấn thăng khủng bố như thế này. Bảy ngày sau đó, quang mang trong cấm chế dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng tắt đi. Cấm chế không biết mở ra từ lúc nào, bất quá Lâm Hy cũng không có xuất quan, vẫn là ngồi ở chỗ gió, vẻ mặt chuyên chú. Cùng so sánh với lúc trước, khí tức trên người của hắn ít nhất đề cao một mảng lớn, tản mát ra khí tức thuần dương cực kỳ nồng đậm. Ở trong cảm thụ của Lý Tuyết Cơ, khí tức trên người Lâm Hy cách tiên đạo đệ nhất trọng thuần dương cảnh chỉ còn một đường nhỏ. Người này thật là đáng sợ, lý Tuyết Cơ cảm giác trong xương tủy đều là trận trận lạnh như băng, Lâm Hy mặc dù nhắm mắt bất động, không có chút tiếng động nào, bộ dạng cũng không phòng bị chút nào, nhưng trong lòng lý Tuyết Cơ một điểm đánh lén ám toán cũng đều không dám có. Tu sĩ đến từ thế giới khác này có lẽ trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không phải là loại hồ đồ. Bất kỳ ai xem nhẹ hành động của hắn, cuối cùng xui xẻo chính là mình. Hắn đang hấp thu không gian năng lượng nơi này, lý Tuyết Cơ nhìn về phía Lâm Hy, trong đầu lướt qua một đạo ý niệm. Cảm giác của nàng quả thật nhạy cảm, Lâm Hy đúng là lợi dụng cái cơ hội khó có được này hấp thu không gian năng lượng nồng nặc chỗ nào cũng có trong phong bạo đại thế giới. Cơ hội khó có được, Tiên đạo đại thế giới cũng không có không gian năng lượng nồng đậm như vậy, hơn nữa mục đích của Lâm Hy không chỉ là để thăng phấn toái đại pháp cùng phong ấn đại pháp mà thôi. Ba tháng sau, khí tức trên người Lâm Hy đạt đến trạng thái nửa bước thuần dương đỉnh phong, đã vô hận tiếp cận tiên đạo cảnh rồi. Không sai biệt lắm, hiện tại có thể trùng kích tiên đạo cảnh rồi lâm hy mở mắt ra quang mang trong mắt sáng trói rực rỡ trước đó đã phục dụng qua thỉnh tiên đan thể nghiệm qua cảm giác của tiên đạo cảnh nên rèn sắt khi còn nóng trùng kích tiên đạo cảnh nếu không mà nói cảnh giới trở lực nới lòng lại sẽ dần dần bị khép lại đến lúc đó lại trùng kích cảnh giới càng khó khăn hơn hoa lạp lạp không đợi lý tuyết cơ kịp phản ứng hoàng kim sắc đan dược hồng lưu vô tận bên cạnh lâm hy dũng suốt mà ra chi chít giống như là một con cự long huyền phù hư không, quanh quẩn ở chung quanh Lâm Hy. Từ khi rời đi tiên la hạch tâm động thiên, đan dược trong túi Lâm Hy tiêu hao không ngừng. Thêm hai lần trước sử dụng tiểu động thiên pháp khí xuyên toa thời không, tiêu hao thuần dương tiên đan lại càng đạt tới mức độ kinh người. Hôm nay, thuần dương tiên đan trong túi Lâm Hy cũng chỉ còn lại bốn vạn viên cuối cùng. Trong đó ba vạn viên bị Lâm Hy lưu để duy trì một lần thiêu đốt cuối cùng tiểu động thiên pháp khí một vạn viên thuần dương tiên đan khác hết thảy bị Lâm Hy lấy ra ngoài. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong nhất thời, bắn phá hư không, chứng đạo thuần dương. Lâm Hy nhìn lên hư không dạng rỡ sinh diệu, một vạn viên thuần dương tiên đan tương đương với một trăm ước tông phái công huân trị đã đầy đủ cho hắn trùng kích tiên đạo thuần dương rồi. Oanh, sau một khắc, một đạo quang trụ cháy mạnh hảo hảo đáng đáng phóng lên cao, một sát na này phương viên trong vòng trăm dặm, cả đại địa đều nổ vang, hư không đều ông ông chấn động, dị tượng cự đại khiến cho Lý Tuyết Cơ kinh tâm động phách. Phanh, Lý Tuyết Cơ còn chưa kịp phản ứng, trước mắt quang mang chợt lóe, Lâm Hy cũng đã biến mất ở trong thủy tinh cung dưới mặt đất. Oanh, sau một khắc, trong hư không cách mặt đất mấy vạn trượng nổ tung ra một đoàn thái dương khổng lồ, quang mang hảo hảo đáng đáng, đáng đem hư không chiếu thành ban ngày. A, à, trong cơ thể Lâm Hy, thuần dương tiên khí vô tận từ bên trong bạo phát ra ngoài, đem Lâm Hy trong trong ngoài ngoài tẩy rửa một lần. Lâm Hy cảm giác thân thể mỗi cái tế bào đều ấm áp, tràn đầy khí thức thuần dương tất cả tạp chất ở trong làn sóng trùng kích này như bị liệt hỏa phần thiêu hóa thành cho bụi oanh bên trong chu vi ngàn trượt hư không vặn vẹo hướng vào phía trong co rút lại sụp xuống sau đó trong nháy mắt oanh một tiếng mãnh liệt hướng ra phía ngoài bộc phát chấn động chăm giảm hư không cả người lâm hy giống như mới được tân sinh hoàn thành một bước tôi luyện cuối cùng ha 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 trong tiếng cười lớn khí thức trên người lâm hy dần dần ổn định lại tựa như một vòng hạo nhật khổng lồ huyền phù hư không, khí thức thuần dương nồng đậm hảo hảo đáng đáng phúc xạ ra hư không vô tận. Tích lũy gấp 10 lần, uy lực gấp 10 lần, hiện tại khí thức thuần dương phát ra trên người lâm hy tương đương với 10 cái cường giả thuần dương cảnh đứng chung một chỗ. Cái loại khí thức bá đạo, cường hoành, vô pháp vô thiên này khiến người ta khiếp sợ. chương 1208, phong bạo lão tổ 1. Thật là đáng sợ, hắn thật đạt đến thuần dương cảnh. Mặt đất, trong mắt của Lý Tuyết cơ lộ vẻ sợ hãi đồng dạng là thuần dương cảnh, khí tức trên người Lâm Hy so với bất kỳ cường giả nhất trọng nào mà Lý Tuyết Cơ gặp qua trong phong bạo đại thế giới đều phải cường đại hơn rất nhiều. Trước đó, nàng cũng không có nghĩ qua, cường giả thuần dương cảnh lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Lâm Hy hiện tại trí dương trí cương, cả người thật giống như một đoàn hỏa cầu đang hừng hực thiêu đốt, liếc mắt nhìn đều cảm giác sẽ bị đả thương, chớ nói chi là đi tới gần. Luyện khí thập cấp cùng tiên đạo nhất trọng mặc dù chỉ là cách xa nhau một cái cảnh giới, nhưng cảnh giới này là lại là khác biệt trời cùng đất, mây cùng bùn, tiên cùng phàm. Trước lúc Lâm Hy tấn thăng, Lý Tuyết Cơ còn nhiều ít có chút hy vọng có thể đối phó được với Lâm Hy, nhưng mà hiện tại cảm giác được lực lượng cực kỳ khổng lồ, Lý Tuyết Cơ hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ bằng vào thực lực của mình nàng vĩnh viễn cũng không thể là đối thủ của Lâm Hy. Hô, tiếng gió rung động, Lâm Hy từ thiên không phiêu đãng xuống dưới. Tiếu dung trên mặt của hắn, vui sướng trong lòng có thể nhìn ra được. Rốt cuộc đột phá cảnh giới, đạt đến tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, từ nay về sai chính là một bước lên trời, tiên phàm hữu biệt. Đạt ở trong tông phái chính là đệ tử chân truyền tiêu chuẩn, trước kia không thể so sánh nổi. Lâm Hy Hi hiện tại cảm giác hít thở một hơi đều có đại lượng thuần dương tiên khí từ trong hư không ức vạn vị diện cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt mà đến. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều phụt lên khí tức thuần dương trí dương trí cương, đó là một loại cảm giác thư thái không cách nào hình dung. Từ luyện khí thập trọng đến tiên đạo nhất trọng thuần dương cấp, thực lực của Lâm Hy tăng cường không chỉ là gấp 10 lần, lực lượng cường đại mang đến chính là tự tin cường đại, hiện tại mặc dù tình cảnh cũng không có thay đổi, vẫn là đang ở một cái phong bạo đại thế giới xa lạ, nhưng mà trong lòng Lâm Hy lại là tâm thần đại định, xa không giống như trước kia lo lắng chính mình sẽ bị vây công. Đi thôi, lúc này rời đi thôi, Lâm Hy nhìn Lý Tuyết Cơ một cái, thản nhiên nói. Vừa mới tấn thăng, bộc phát ra khí tức thuần dương mãnh liệt, nhất định sẽ đưa tới chú ý của cường giả phong bạo đại thế giới. Lâm Hy cũng không e ngại chiến đấu, cho dù là quần công, nhưng chiến đấu vô ý nghĩ lại là một chuyện khác rồi. Ngươi muốn đi nơi nào? Lý Tuyết Cơ đảo mắt nhìn Lâm Hy, tĩnh mịch nói. Muốn đi chung quy phải có một cái phương hướng, hiện tại Lâm Hy nắm giữ quyền chủ đạo, nàng nhưng không có chuẩn bị chủ động trợ giúp Lâm Hy làm cái gì. Ý niệm trong đầu Lâm Hy vừa chuyển, trong lòng liền có chủ ý, lặng lẽ cười một tiếng, nói. Như vậy đi, đại thọ của phong bạo lão tổ sư phụ ngươi không phải là đã tới rồi sao? chúng ta liền đi nhìn sư phụ ngươi một chút đi. Lý Tuyết Cơ cả người kịch chấn, đang 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 lui lại mấy bước, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Lâm Hy. Lâm Hy bế quan hơn 3 tháng, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm là sinh nhật của phong bạo lão tổ sư phụ nàng rồi. Trong khoảng thời gian này Lý Tuyết Cơ kỳ thật vẫn đang chủ tính như thế nào đem Lâm Hy dẫn tới chỗ của sư phụ phong bạo lão tổ, mượn tay của sư phụ để đối phó với Lâm Hy. Nhưng mà khi Lâm Hy chủ động nhắc tới, muốn đi bái phỏng phong bạo lão tổ, đó chính là một loại tình huống khác rồi. Một sát na này trong lòng Lý Tuyết Cơ thậm chí có một loại cảm giác nổi dậy, tựa hồ tất cả ý niệm cùng ý nghĩ trong đầu của mình đều ở trước mắt Lâm Hy không có chỗ nào che giấu, bại lộ không thể nghi ngờ. "Làm sao, ngươi không muốn sao?" Lâm Hy giống như cười mà không phải cười nói. Một sát na này, trong đầu Lý Tuyết Cơ chuyển qua rất nhiều ý niệm, mạnh mẽ cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Thực lực Lâm Hy càng ngày càng cao, mỗi ngày qua đi hắn đều đang tiến bộ. Nếu như còn có một cái cơ hội đối phó với hắn, liền chính là sư phụ phong bạo lão tổ của mình, sau này sợ rằng cũng không báo được thù của sư huynh rồi, cũng lại vô pháp thoát khỏi không chế của Lâm Hy. Hiện tại tính mạng của ta bị nắm trong tay của ngươi, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, ngươi muốn cái gì ta còn có thể ngăn cản được sao? Lý Tuyết cơ hừ lạnh một tiếng, một bộ dáng bị hiếp bức. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, chủ ý của Lý Tuyết cơ làm sao giấu giếm được hắn. Bất quá hắn cũng không nói ra, thực lực cường đại, mang đến chính là tự tin cường đại. Hắn muốn tìm được phương pháp rời đi khỏi cái thế giới này, đầu tiên phải nhập vào trong cái thế giới này, sau đó mới có thể dò thăm tin tức. Mà không chút nghi ngờ nào, phong bạo lão tổ chính là một điểm rất tốt để bắt tay vào làm. Cường giả tiên đạo cảnh là ý nghĩ duy nhất hắn nghĩ đến ở trong cái thế giới này. Tiếp theo, là một tán tu, tu vi của phong bạo lão tổ chắc chắn sẽ không quá cao, như vậy lâm hy đối phó cũng sẽ dễ dàng, không sợ lão có thể lật trời hơn nữa đánh không lại, chạy cũng là có thể. Ít nhất trên người hắn còn có ba đầu mộc bài của túng vân tiên thú. Ông, Lâm Ghi lần nữa tế lên tiểu động thiên pháp khí, bá một tiếng nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh như chấp nhập vào trong miệng Lý Tuyết Cơ, phụ ở trên thân thể nàng. Từ thủy tinh cung dưới mặt đất rời đi, Lý Tuyết Cơ một người lẻ loi độc hành, trên đường thấy được rất nhiều tiên đạo cường giả đều là bị quang mang tấn thăng lúc trước của Lâm Ghi hấp dẫn, hướng tới thủy tinh cung dưới mặt đất mà đi. Ánh mắt của Lý Tuyết Cơ nhìn theo những người này đi qua, đôi môi nhiều lần giật giật, muốn nói cho những người này Lâm Hy đang ở trong miệng của nàng, nhưng mà mấy lần mất máy đều không thể nói ra miệng. Hắn là giao thất, ta là thịt cá, tính mạng của nàng đang ở trong tay Lâm Hy. Lâm Hy như thế nào tạm không nói đến, nhưng mà Lâm Hy muốn giết chết nàng chỉ là chuyện một ý niệm. Ai, thở dài một tiếng, trong mắt Lý Tuyết Cơ hiện lên một tia mất mát thật sâu, sau đó hướng về phía tây mà đi. Ở phong bạo đại thế giới, cường giả lợi dụng hoàn cảnh phong bạo cường đại để tu luyện đếm không hết, đạt tới trình độ nhất định liền có xương hào thành danh của riêng mình, mà có thể lấy phong bạo làm danh, phần lớn là cường giả trong đó, tỉ như phong bạo tà quân, phong bạo chi nha, phong bạo chân quân, phong bạo nộ ma, phong bạo lão tổ chính là một người trong số đó, có thể dạy dỗ ra hai gã đệ tử lục quả thánh vương cũng đủ để thấy sự cường đại của hắn. Ở phương hướng Tây Bắc, bạo phong cùng băng tuyết đan vào như mưa, một phiến khu vực có diện tích khổng lồ. Ở ven khu vực này có thể nhìn thấy một tòa sơn mạch dài đến trăm dặm, như cuộn sóng chập trùng, sơn mạch toàn thân trong suốt, giống như băng tinh. Chương 1209, Phong bạo lão tổ 2. Ở chỗ cao nhất sơn thể có thể thấy một tòa cung điện khổng lồ, hùng vĩ đại khí, tản ra khí thức khổng lồ trấn áp cả tòa sơn mạch. Chính là chỗ này, Lý Tuyết Cơ mang theo Lâm Hy dừng lại ở trước sơn mạch, thản nhiên nói: "Nga, Lâm Hy khẽ cảm ứng một chút, trong sơn mạch có một cỗ khí tức trí dương trí cương." hảo hảo đáng đáng, có xu thế chân áp thiên địa thập phương. Tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, sư phụ của ngươi là cường giả đại thiên cảnh. Lâm Hy lấy làm kinh hãi, cái thực lực này nhưng là không giống bình thường, hắn vốn cho là phong bạo lão tổ ước chừng là một cái tán tu tiên đạo nhất trọng, không nghĩ tới lại là đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, ý thức thấy rõ đối với mỗi một cỗ chân khí, mỗi một viên tiên khí đều là tỉ mỉ tinh tế. Bàn về lực chiến đấu, Tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh cùng đệ nhất trọng thuần dương cảnh không cùng một cái cấp bậc. Làm sao? Sợ rồi?" Lý Tuyết Cơ cười lạnh, lại từ bên trong thanh âm giật mình của Lâm Hy cảm thấy một tia khoái cảm. "Nếu như ngươi sợ mà nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Đây là khích tướng trần trụi, bất quá Lý Tuyết Cơ cũng không sợ Lâm Hy đổi ý. Vô luận là dạng nào, đây cũng là một cái cơ hội khó được, có thể mượn cơ hội châm chọc Lâm Hy một chút. "A, à, sợ, ngươi cũng quá coi thường ta." Tu vi của sư phụ ngươi quả thật có chút khiến ta kinh ngạc, bất quá, còn không đến mức để cho ta sợ. Dĩ nhiên đây đối với ngươi cũng là một cái cơ hội tốt, có lẽ, ngươi có thể nếm thử một chút, đem chân tướng nói cho sư phụ ngươi biết. Sau đó xem một chút ba người chúng ta tốt cuộc là người nào chết trước, người nào lại là thắng lợi sau cùng. Lâm Hy cười lạnh nói, cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh có thể lấy chân khí đồng dạng đánh tan đối thủ gấp 2, gấp 3. Đây chính là chỗ tốt của chân khí động sát nhập vi, bất quá đối với Lâm Hy mà nói cũng không cần thiết phải sợ rồi. Thực lực gấp 10 lần cường giả cùng cảnh giới để cho Lâm Hy có đầy đủ tự tin khiêu chiến cường giả tiên đạo tam trọng trở xuống. Cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh những cũng không thể uy hiếp được Lâm Hy rồi. Nghe được lời nói của Lâm Hy, thân sắc của Lý Tuyết Cơ nhất thời cứng lại. Thật đem bí mật bộc lộ ra, giữa Lâm Hy cùng phong bạo lão tổ ai thắng ai thua còn chưa nói trước được, nhưng mà nàng tuyệt đối là người chết đầu tiên. Bất quá Lâm Hy mặc dù thực lực cường đại, những có đánh chết Lý Tuyết Cơ cũng không tin tu sĩ tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh lại có thể đánh thắng cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Thử liên thử, người cho rằng ta không dám, dù sao rơi xuống trong tay người sớm muộn là một cái tử lộ. Lý Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không đợi Lâm Hy trả lời, xảy bước đi vào trong sân quật. Sư tỷ sư tỷ động quật đặc biệt cao lớn, từng gã thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, mặc cẩm y hoa phục đang quét dọn, đứng ở trong thông đạo thấy Lý Tuyết Cơ đi vào lập tức khom lưng hành lễ. Ừ, Lý Tuyết Cơ nhàn nhạt gật đầu, hiện ra khí độ đại sư tỷ cũng không cần người dẫn vào, trực tiếp hướng bên trong đi tới. Trong phòng bạo quật răng đèn kết hoa, treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, một mảnh không khí vui vẻ. Đại thọ 1.500 năm của phong bạo lão tổ phụ cận có tu sĩ có uy tín danh dự, có chút thực lực trên căn bản đều tới ăn mừng. Đang ở chỗ sâu sơn quật, trong một gian đại sảnh đường kính đà tới mấy ngàn trượng, Lý Tuyết Cơ thấy những tu sĩ tới ăn mừng này phần lớn đều là tu sĩ luyện khí cảnh, cũng có không ít cường giả thuần dương cảnh. Mà ở trên thượng phương đại điện, trên một tòa kim liên cự đại ngồi một lão giả vóc người khôi ngô tráng kiệt, thần thái uy mãnh khí phái, chính là Phong Bạo lão tổ rồi. Mặc dù đã có 1500 tuổi nhưng Phong Bạo lão tổ lại không có hiện ra một chút sắc thái già nua, sắc mặt của lão hồng nhuận, non nớt như trẻ con, dâu trắng dưới cằm như lụa, nhìn thấy vô cùng phấn chấn, tóc bạc chẳng những không hiện ra vẻ già nua, ngược lại phụ trợ ra kinh nghiệm phong xương, kinh nghiệm lão luyện, cường hán uy mãnh của lão. Đồ nhi, người đã đến rồi. Phong bạo lão tổ ngồi ngay ngắn ở phía trên, chớp mắt, nhìn thấy Lý Tuyết Cơ đi vào, vẫy vẫy tay, vẻ mặt ấm áp, thái độ tiếp kiến so với những tán tu khác là không thể so sánh nổi. Đồ nhi tham kiến sư phụ, chúc sư phụ trường thọ. Lý Tuyết Cơ tiến lên, đơn giản nói, nàng khẽ cúi đầu, lộ ra cái cổ tuyết trắng, ánh mắt sáy ruộng, do dự không chừng, tựa hồ gặp phải tâm sự thật lớn. Ha ha, không tệ, khó được người còn nhớ rõ sinh nhật của sư phụ. Phong Bạo lão tổ lại không chú ý nhiều như vậy, người vui vẻ tinh thần sảng khoái, hắn mặc dù là cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, thần thức động sát nhập vi, nhưng đây chẳng qua là lúc chiến đấu, nhưng không có năng lực thấy rõ lòng người, nhìn thấy linh hồn. Đúng rồi, đại sư huynh của ngươi làm sao không thấy hắn tới đây? Phong Bạo lão tổ nhìn lướt qua xung quanh Lý Tuyết Cơ, kinh ngạc nói. Phong Bạo lão tổ cả đời chỉ thu hai cái đệ tử đích truyền một người là Lý Tuyết Cơ, một người khác chính là huyền y nam tử. Đối với việc chỉ nhìn thấy Lý Tuyết Cơ đi đến, không thấy một người đệ tử khác, phong bạo lão tổ có chút kỳ quái. Đại sư Huynh, Lý Tuyết Cơ do dự một chút, đôi môi trương lên, muốn nói lại thôi. Bên trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy nở nụ cười, thần tình lạnh nhạt chờ Lý Tuyết Cơ làm ra quyết định. Lý Tuyết Cơ không nói, đối với hắn không có tổn thất gì, cũng là gián tiếp nàng tự cứu mình một mạng. Lý Tuyết Cơ nếu là nói, vậy hắn liền giết sạch người ở trong cái đại sảnh này, bao gồm của Lý Tuyết Cơ. Đối với khẩn trương của Lý Tuyết Cơ, có thể nói hắn là nhẹ nhàng nhất. Tất cả đều là hư ảo, chỉ có lực lượng là chân thật không giả. Làm sao vậy, làm sao lại không nói a? À? Thân thể của phong bạo lão tổ khẽ nghiêng về phía trước, vẻ mặt kỳ quái nói. Thần thái của đồ đệ này nhưng là rất ít nhìn thấy. Trong nháy mắt kia, tu sĩ trong cả đại điện cũng kỳ quái nhìn về phía Lý Tuyết Cơ. Không có ai phát hiện cái gì, chỉ có trong lòng bàn tay của Lý Tuyết Cơ đã toát ra mồ hôi lạnh. Sư phụ đang ở trước mặt, chung quanh đều là hảo hữu trí giao của sư phụ, cứu tinh duy nhất, cơ hội duy nhất liền ở chỗ này. Chỉ cần nàng mở miệng nói một tiếng, Lâm Hy lập tức sẽ lâm vào trong vòng vây, vây công mà chết, nhưng mà cùng một thời gian, một cái thanh âm khác nhưng đang liều mạng ngăn cản nàng, nói cho nàng biết chỉ cần mở miệng, chính mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc làm sao đây? Rốt cuộc làm sao đây? trong lòng Lý Tuyết Cơ càng ngày càng khẩn trương, cái chán mơ hồ có mồ hôi hột toát ra. Danh tử của Lâm Hy đã nhiều lần bị nàng phun ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Giờ khắc này, nàng chưa bao giờ trải qua dẫy ruộng nói, hay là không nói. chương 1210, tiên thiên phong bạo thánh thai. Trong minh minh, màn tình cảnh Lâm Hy đột phá đến thuần dương cảnh vẫn còn huyền phù ở chỗ đó, cái loại khí phách cuồng mãnh vô pháp vô thiên này, khí thế đem thiên địa đạp ở dưới chân chỉ sợ lúc này hồi tưởng lại như cũ vẫn kinh ngạc thật sâu. Đột nhiên lúc này, trong lòng Lý Tuyết Cơ sinh ra một loại cảm giác, một khắc kia khi nàng nói ra chân tướng sợ rằng cả đại điện đều muốn hóa thành tu la chàng, có ít nhất một nửa người ở đây bị đánh thành thịt vụt, sư phụ của mình cũng nhất định sẽ trọng thương, mà chính mình. Lý Tuyết Cơ đánh một cái dùng mình, không dám tiếp tục tưởng tượng. Sư phụ, sư huynh không ở cùng một chỗ với ta, hắn vì đi tìm hạ lễ cho sư phụ, bảo muốn đi Bắc Minh một chuyến, tìm được bảo vật thích hợp. Lý Tuyết cơ cắn răng nói, ở bên trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy cười cười, buông lỏng thủ chỉ ra. Đối với cái kết quả này hắn cũng không phải là ngoài ý muốn. Bắc Minh, hắn như thế nào lại đi tới địa phương kia? Phong bạo lão tổ kinh ngạc, bất quá theo ánh mắt lướt qua Lý Tuyết Cơ, như có điều suy nghĩ. Tuyết Nhi, người cùng đại sư huynh của người có phải hay không cãi nhau rồi? Hai người đồ đệ này của hắn xưa nay tình cảm rất tốt, sẽ không dễ dàng tách ra hôm nay đại đệ tử lại có thể một mình một người đi bắc minh lại liên tưởng đến vẻ mặt không đúng mới vừa rồi của lý tuyết cơ trong lòng phong bạo lão tổ lập tức có suy đoán giữa hai đồ nhi này chỉ sợ là giận dỗi nhau rồi hơn nữa còn là không nhỏ bằng không không phải là cái bộ dáng này đây chính là tâm ý cưng chiều của sư phụ rồi thấy lý tuyết cơ ở chỗ này phong bạo lão tổ vốn là liền cảm thấy giữa hai bọn họ sẽ không có vấn đề gì căn bản không có đi suy nghĩ sâu hơn hơn nữa đại đồ đệ nếu là đã xảy ra chuyện gì nhị đệ tử sao sẽ không nói phong bạo lão tổ tồn tại loại ý niệm đó trong đầu làm sao sẽ nghĩ đến những cái khác nghe được lời nói của phong bạo lão tổ sắc mặt của lý tuyết cơ lúc xanh lúc trắng biểu hiện vừa mới rồi của nàng kỳ thật đã để lại rất nhiều sơ hở nhưng không nghĩ tới sư phụ lại chủ động thay nàng bào chữa nàng thật hy vọng sư phụ có thể từ trong một chút dấu vết mà mình lưu lại phát hiện ra vấn đề nhưng đồng thời lại sợ hãi thật nếu là một khắc kia phát hiện chân tướng thì sẽ như thế nào đau khổ a à, sư phụ đồ nhi không có. Lý Tuyết Cơ đơn giản trả lời nghi vấn của sư phụ đối với mình và đại sư huynh, nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu một hơi nói. Đồ nhi lần này cũng chuẩn bị một vật chúc mừng đại thọ cho sư phụ. Lý Tuyết Cơ nói xong, đem một khối tiên đạo kim trúc đã chuẩn bị tốt lấy ra. Cũng không phải là rất lớn, lớn nhỏ bằng khối nham thạch nhỏ, chiếu sáng dạng dỡ, có chút chói mắt. A, à, cư nhiên là tiên đạo kim trúc, phong bạo lão tổ mừng rỡ, có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Tuyết Cơ. Người từ nơi nào có được, lần trước đi qua một ngọn núi ở Bắc Bộ, từ trong lòng đất tình cờ có được nó. Lý Tuyết cơ thản nhiên nói, đây dĩ nhiên không phải là cái gì tình cờ có được, mà là lâm hy cho nàng. Trong không gian đại của phần vũ, điển vi, ác la còn có rất nhiều, đúng là không chỉ có một mảnh nhỏ. Một khối tiên đạo kim trúc đối với tiên đạo cường giả mà nói, cũng không phải là vật quá chân quý, bất quá suy nghĩ đến Lý Tuyết Cơ vẫn chỉ là cường giả luyện khí thấp trọng, điểm này liền cực kỳ không dễ, cũng khó trách phong bạo lão tổ ưa thích. Ừ, tốt, tốt, coi như là người có lòng rồi. Phong bạo lão tổ vuốt vuốt hồ kỳ bạch luyện thức, không kìm được vui mừng nói. Lý tuyết cơ có thể lấy ra loại vật này đã là ngoài ý muốn của lão rồi. Tốt lắm, đồ nhi, ngồi đi, lại bên người sư phụ. Phong bạo lão tổ cao hứng nói, chỉ chốc lát sau, tiệc rượu trái cây đưa lên, một đám dơ cao chén rượu, ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt. Trong đại sảnh một đám tân khách người đến người đi, trong lòng lý thuyết cơ lại là rất không có tư vị Ngồi ở nơi này như đứng trên đống lửa Ngồi trên đống than Nhưng nhìn vào trong mắt của phong bạo lão tổ Chỉ cho là nhớ đến đại sư huynh Lắc đầu bật cười Cũng không để ở trong lòng Tình cảm của tiểu nhi nữ Cãi nhau ẩm ý Phân phân hợp hợp Đó chính là bình thường Hắn cái sư phụ này không cần thiết nhúng tay vào Qua một thời gian ngắn nữa liền tốt rồi Sư phụ Thân thể của ta có chút không thoải mái Liền đi xuống trước rồi Một lát sau Lý Tuyết Cơ cũng lại ngồi không yên, nói: "Ân, Phong Bạo lão tổ nhìn thoáng qua Lý Tuyết Cơ, rất nhanh lắc đầu. "Đừng vội, trước chờ một chút." Xoay chuyển ánh mắt, Phong Bạo lão tổ nhìn về tân khách chi chít trong đại sảnh. "Các vị, hôm nay là đại thọ 1500 tuổi của lão tổ ta." Phong Bạo lão tổ nhìn dưới điện, ha ha cười nói: "Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, mượn cơ hội hôm nay ta cũng hướng mọi người tuyên bố một việc, thuận tiện hướng mọi người nhờ, cầu mọi người giúp một việc." "Nga, gấp cái gì lão tổ cứ nói tất cả mọi người là người quen không cần phải khách khí mọi người liên tục nói vẻ mặt trượng nghĩa ha ha gần nhất có một chuyện chắc hắn không ít người nơi này đã đồn đãi rồi không sai liền là ở trong vòng xoáy phong bạo vừa ra đời một quả tiên thiên phong bạo thánh thai thánh thai thành hình xuất thế không lâu đã có vài cái thế lực bắt nó tính vào trong đó rồi không sai lão tổ ta bất tài cũng muốn kiếm một chén canh phong bạo lão tổ hào sảng nói cái gì, tiên thiên phong bạo thánh thai, trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy vốn là không chút để ý, nhưng mà đột nhiên nghe được tin tức kia cũng là cả kinh, trong nháy mắt tinh thần chăm chú, chú ý tới bên ngoài. Oanh, trong đại sảnh, nghe được mấy chữ tiên thiên phong bạo thánh thai, một đám tân khách đã sớm hỗn loạn. Liền ngay cả Lý Tuyết Cơ vẫn không yên lòng ngồi ở bên cạnh phong bạo lão tổ cũng là thân thể chấn động, mạnh mẽ mở to hai mắt, tựa hồ nhận lấy trùng kích khổng lồ. Tiên thiên phong bạo thánh thai Sư phụ lại muốn tranh đoạt đồ vật như vậy, Lý Tuyết Cơ cảm xúc phập phồng, giật mình nhìn thoáng qua sư phụ bên cạnh mình. Nàng sâu đậm biết đến ý nghĩa của Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai, cũng chính là bởi vì như thế, trùng kích cảm nhận được mới đặc biệt lớn. Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai cũng không phải là tiên thiên linh dược gì, hoặc là pháp khí bảo vật, nói chuẩn xác, nó là một loại tính mạng. Một loại cường đại tính mạng có đầy đủ tiềm năng cường đại. Ở Phong Bạo đại thế giới, Phong Bạo năng lượng chỗ nào cũng có hơn nữa một số địa phương như thời không đoạn tầng cùng thời không khe hở là nhiều nhất. Cũng chính là ở trong các nơi hẻo lánh chút ít như thời không khe hở này mới hình thành tiên thiên phong bạo thánh thai dễ dàng nhất. chương 1211, hấp dẫn một Mỗi một cái tiên thiên phong bạo thánh thai một khi thành hình liền sẽ bắt đầu từ trong hư không chung quanh hấp thu phong bạo năng lượng không ngừng nghỉ không ngừng lớn mạnh. Kết quả của loại hấp thu này chính là tạo thành phong bạo khí hầu trên phạm vi lớn, nhưng cũng không phải là tất cả phong bạo khí hầu đều là do tiên thiên phong bạo thánh thai nhắc lên tiên thiên phong bạo thánh thai trưởng thành đến một trình độ nhất định lúc vượt xa trình độ dung nạp của khe hở không gian liền sẽ bắt đầu hiện ra ở trong phong bạo đại thế giới căn cứ vào khe hở thời không bất đồng cấp bậc của tiên thiên phong bạo thánh thai cũng bất đồng nhưng cảnh giới thấp nhất của tiên thiên phong bạo thánh thai cũng là tiên đạo nhất trọng có một ít lợi hại có thể đạt tới trình độ tam trọng tứ trọng thậm chí ngũ trọng ở phong bạo đại thế giới có vài vị siêu cấp cường giả khủng bố cấp bậc tiên đạo ngũ trọng liền là do Tiên Thiên Phong Bạo Thánh thai hóa hình mà đến, bọn họ một khi ra đời liền có lực lượng không thể địch nổi, ngộ tính siêu phàm, học tập các loại tuyệt học lại càng một điểm liền thông, hơn nữa tu luyện so sánh với tiên đạo đệ tử bình thường còn nhanh hơn nhiều. Cái này khiến cho thành tựu của bọn chúng thường thường vượt xa tiên đạo tu sĩ rất nhiều. Bất quá dưới tình huống bình thường, những Tiên Thiên Phong Bạo Thánh thai tư chất kinh người, ngộ tính siêu quần này chưa thể hóa thành hình người, trở thành vô thượng cường giả. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phong bạo đại thế giới đi săn bốn phía. Loại tiên thiên phong bạo thánh thai này có thể tăng cường thực lực của tiên đạo cường giả thật lớn, đối với cường giả của phong bạo đại thế giới mà nói, có sức hấp dẫn không thể địch nổi. Nghe được bí mật mà phong bạo lão tổ nói ra, rất nhiều người đều lộ ra vẻ rất khiếp sợ, bất quá cũng có không ít người ngồi nghiêm chỉnh, không chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ những lời của phong bạo lão tổ đã sớm ở trong dự liệu của bọn hắn. Phong bạo lão tổ hài lòng nhìn phía dưới, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Lão tổ ta năm nay 1.500 tuổi rồi, nhưng còn dừng lại ở cảnh giới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Nếu như không có ngoại lực gì, ta sợ rằng cả đời đều phải chết già ở cảnh giới này, không tiến thêm được tất nào nữa. Bất đắc dĩ ta mới quyết định bắt buộc mạo hiểm, trong tiểu động thiên pháp khí, Lâm Hy nghe được thì âm thầm gật đầu. Phong bạo lão tổ đã 1.500 tuổi, cảnh giới còn là tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, đối với cảnh giới này mà nói, tuổi của hắn đúng là có lớn một chút. Lấy một người có thiếu niên, trung niên, lão niên, vãn niên để hình dung mà nói, không nghi ngờ chút nào phong bạo lão tổ đã đến lúc vãn niên của hắn rồi. Đây có lẽ là tư chất của lão quá kém, có lẽ là thiếu sót chút vận khí, tóm lại, phong bạo lão tổ nếu như không nghĩ tới biện pháp đột phá mà nói, sợ rằng thật là là đại nạn lâm đầu rồi. Đối mặt với tuyệt cảnh, người là cái gì cũng đều làm ra được, cũng khó trách phong bạo lão tổ bí quá hóa liều, đổi lại là chính mình chỉ sợ cũng là như vậy. Lâm Hy đứng ở trong tiểu động thiên pháp khí nghiêng tai lắng nghe, không hề nhúc nhích. Phía ngoài, chỉ nghe phong bạo lão tổ từ từ nói. Tiên thiên phong bạo thánh thai có thể tăng cường lực lượng cùng tinh thần của tiên đạo cường giả thật lớn, lấy cảnh giới của ta, một khi dùng tuyệt đối có thể đạt tới tiên đạo đệ tam trọng. Thọ nguyên của lão tổ ta không nhiều, chỉ có liều mạng một phen này rồi, còn hy vọng chư vị đạo hiếu có thể giúp ta một tay. Phong bạo lão tổ nói, nói xong ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía một đám tân khách ở phía dưới. Oanh, trong đại sảnh lộn xộn, tân khách tới đây tham gia yến hội dì tai nói thầm, nghị luận không ngớt. Tranh đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai còn là có phong hiểm, hơn nữa nơi này bọn họ khẳng định kiếm không được chỗ tốt. Các vị yên tâm, tựa hồ là biết ý nghĩ trong lòng mọi người, phong bạo lão tổ khoát tay áo nói. Lão tổ ta nếu như thành công, chính là thiếu chư vị một cái nhân tình. Sau này mọi người có chuyện gì cần lão tổ hỗ trợ, chỉ cần hợp lý, hơn nữa ở trong phạm vi năng lực của ta, lão tổ ta nhất định toàn lực giúp đỡ các ngươi. Bất kể giải quyết cầu gia sinh tử hay là trợ giúp đề cao cảnh giới, săn giết hung thú, luyện chế pháp khí hay là đan dược đều là có thể. Tu vi của Phong Bạo lão tổ là tiên đạo nhị trọng, ở trong tán tu vốn chính là thực lực cực cao. Nếu như thành công thăng cấp, đó chính là cường giả tiên đạo tam trọng. Một cái nhân tình của cường giả tiên đạo tam trọng, cái phân lượng này liên tương đối nặng, hơn nữa còn là bất luận yêu cầu cùng nội dung gì. Nói một cách khác, đây bằng với che chở của một cường giả tiên đạo tam trọng. Phong bạo đại thế giới mặc dù cường giả đông đảo, nhưng mà cường giả tiên đạo tam trọng cũng tuyệt đối phân lượng rất nặng, trừ một ít đại tông phái trong phong bạo đại thế giới ra, trong tán tu giới có rất ít người có loại tu vi này. Hơn nữa cùng cường giả tiên đạo nhị trọng bất đồng, cường giả tiên đạo tam trọng giá trị vô cùng lớn, thường thường rất nhiều tông phái cũng tới lôi kéo, thu nạp vào tông phái của mình. Phong bạo lão tổ mặc dù trêu chọc cái thế lực gì, một khi nói ra điều kiện, gia nhập những đại tông phái kia, đồng dạng là không người nào dám động. Cho nên từ điểm này mà nói, Phong Bạo lão tổ kỳ thực đã suy nghĩ vô cùng chu đáo rồi. Điều kiện tiên quyết duy nhất là, Phong Bạo lão tổ nhất định phải lấy được Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai. Các vị yên tâm, đợi đến lúc tranh đoạt vẫn là lão tổ ta tự thân động thủ, không cần các ngươi nhúng tay. Ta chỉ cần các ngươi giúp ta quát tháo trợ uy, tăng thêm thanh thế, đồng thời nếu như có thể thỉnh thoảng một hai lần ra tay giúp đỡ, ngăn lại những Thánh Vương quần dương của đối phương, như vậy là đủ rồi." Phong Bạo lão tổ nói, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không đánh lại nhiều người, cướp đoạt tiên thiên phong bạo là tranh giành trong giây phút, một khắc cũng không được trì hoãn. Một khi bị cái gì thánh vương, hoặc là đạo quả, hoặc là hư tiên ở trên đường trì hoãn một điểm, bỏ mất dịp may lấy bảo bối, kia thật đúng là hận chết rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Phong Bạo lão tổ mặc dù thực lực cường đại nhưng vẫn kiên trì mời rất nhiều người thực thực không bằng mình đến trợ trận. Hơn nữa đối thủ có thực lực tương đồng, nếu như một phương có người trợ trận, một phương không có, như vậy kết quả quần công có thể nghĩ, chỉ sợ một gã hư tiên cũng có thể trở thành một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Điều kiện mà Phong Bạo lão tổ nói ra kỳ thật đã rất hậu đãi rồi, hò hét hai tiếng giúp tăng thanh thế, thỉnh thoảng ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ một chút, lúc kịch chiến không cần bọn họ bán mạng, như vậy là có thể đổi được nhân tình cùng hứa hẹn của một cường giả tiên đạo tam trọng trong tương lai, đây kỳ thật là rất có lời rồi chương 1212, hấp dẫn 2. Bất quá, người do do dự dự, chú ý bất định, hoặc là không hề có hành động vẫn còn rất nhiều. Hứa hẹn của phong bạo lão tổ mặc dù không tệ, nhưng đó cũng là thành lập dưới tình huống khi hắn đắc thủ, nếu như không đắc thủ, đó chính là bằng trắng trợn trêu chọc một số người căm hận hơn nữa phong bạo lão tổ cũng không thừa nhận cái nhân tình kia. Dù sao, hắn nói nhưng là sau khi thành công đạt được tiên thiên phong bạo thánh thai. Lão tổ, thực lực của ta quá thấp, sợ rằng có lòng không đủ lực. Lão tổ, ta lần trước bị thương còn chưa điều dưỡng tốt, cho dù đi sợ rằng cũng không giúp được ngươi cái gì, cho nên. Gần đây ta phải đi Bắc Hải, săn bắt một đầu cửa thú biển sâu, tăng lên cảnh giới, thời gian không đủ, sợ rằng không giúp được lão tổ rồi. Một nhóm người mặt hiện nên vẻ lúng túng, thôi đẩy lẫn nhau, có người nói trực tiếp hơn. Lão tổ, người tìm càn nguyên tán nhân đi, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn, ta sẽ không đi, hắn đi so với ta thì tốt hơn nhìn về đám người liên tục cự tuyệt phía dưới phong bạo lão tổ cũng là khó coi bất quá tốt một điểm là hắn căn bản cũng không nghĩ tới tất cả mọi người sẽ đi theo hắn cho nên cũng không phát tác tại chỗ người không đi rất nhiều nhưng muốn đi nhìn một chút cũng không ít lão tổ lúc nào hành động thì nói với ta một tiếng đi cầu phú quý trong nguy hiểm lão tổ ngươi cuối cùng cũng hiểu điểm này không có gì là không thể giao tình bao nhiêu năm đến lúc đó tính ta một người là được trong đám người ngồi nghiêm chính, mặt không đổi sắc có số lượng cũng không ít. Những người này khí tức như nước thủy triều, đứng ở trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà, ánh mắt quét qua, phần lớn cũng là cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, một số ít là thánh vương. Thực lực đạt tới thuần dương cảnh, khí độ, thực lực, tự tin cùng với trước kia không thể so sánh nổi. Lấy một câu nói mà nói, cá chép vượt long môn, tu thành cự long rồi, vậy nên có khí độ của cự long, nếu không cùng với cá thì có gì khác nhau cướp đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai, người khác sợ, nhưng bọn họ không sợ. Tốt, có những lời này của các ngươi là đủ rồi. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi. Phong bạo lão tổ mừng rỡ, ánh mắt sáng như tuyết, bàn tay vỗ ra một cái, giải quyết dứt khoát. Yến hội kết thúc, tiến vào tầm cung của Lý Tuyết Cơ ở chỗ sâu sơn quật cung điện, Lâm Hy tung mình một cái liền nhảy ra khỏi tiểu động thiên pháp khí. Tiên thiên phong bạo thánh thai kia rốt cuộc là thứ gì? Lâm Hy hỏi, ánh mắt lấp lánh hắn vận khởi quy thức chi thuật, ẩn nặc khí thức của mình, lại có trên pháp bào bên ngoài thân tạo thành một cái cấm chế kề sát thân thể, trừ phi là tu vi của phong bạo lão tổ so với hắn cao hơn hai cái cảnh giới, nếu không mà nói, chỉ sợ đại thiên cảnh cũng không thể phát hiện ra hắn. Lý tuyết cơ cũng không chậm trễ, rõ ràng dành mạch đem tin tức liên quan đến tiên thiên phong bạo thánh thai nói cho Lâm Hy. Trong khoảng thời gian này ở chung với Lâm Hy, nàng đã hình thành thói quen, chỉ cần tin tức không phải liên quan đến việc lớn, nàng cũng sẽ không giấu giếm nghe được lời nói của lý tuyết cơ lâm hy chậm rãi ngồi xuống dưới đất khẽ cao mày lâm vào trầm tư cảnh giới bây giờ của hắn là tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh một thân chân khí trí dương trí cương là thuần dương thân thể không hơn không kém bất quá theo đuổi cảnh giới cao hơn vốn chính là bản năng của cường giả tiên đạo từ tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh thực lực của lâm hy ngược lại là không tranh lệch mấu chốt chính là tinh thần lực cường giả tiên đạo nhị trọng tinh thần lực to lớn thấm nhuần hư không, được xưng là tế trí nhập vi. Cảnh giới này, yêu cầu lớn nhất đối với tu sĩ chính là tinh thần lực, thậm chí còn xa xa vượt qua lực lượng. Trong vũ trụ, có vô số thế giới, vô số tiên thuật tuyệt học có một không hai tăng cường lực lượng, nhưng mà đồ vật có thể tăng cường tinh thần lực, bất kể là tiên đạo đại thế giới hay là phong bạo đại thế giới đều là khan hiếm giống nhau. Phong bạo lão tổ 1.500 tuổi còn là tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, thiếu không phải là lực lượng, không phải là nguyên khí, mà là lực lượng tinh thần khổng lồ đề thăng tinh thần cường độ nếu như không có kỳ ngộ hết sức đặc thù, căn bản không giống như là chân khí có thể một đường đột phi mãnh chứng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái độ cao kinh người. trong lời nói của phong bạo lão tổ để cho lâm hy để ý nhất chính là câu có thể đề cao lực lượng cùng tinh thần đồ vật có thể đề cao tinh thần lực giá trị nhưng là vượt xa đan dược tăng lên lực lượng. trong lúc nhất thời trong lòng lâm hy tim đập thình thịch. hừ ngươi là đang đánh chủ ý đến tiên thiên phong bạo thánh thai. Lý Tuyết Cơ lạnh lùng nói, nàng một mực chú ý đến vẻ mặt của Lâm Hy. Tâm lý của Lâm Hy nàng há lại không biết, trên thực tế, tiên thiên phong bạo thánh thai chỉ cần là người thì đều sẽ động tâm, mấu chốt là người có năng lực như thế hay không. Thật bất hạnh, lực lượng của Lâm Hy gấp 10 thuần dương cảnh, liền có loại tư cách này. Ta khuyên người vẫn là càng sớm càng tốt chết cái tâm này. Lý Tuyết Cơ không chút nào khách khí nói, đây không phải là thứ mà người có thể nhúng chàm. Ha ha, không sai, ta thừa nhận, ta đúng là đánh chủ ý lên tiên thiên phong bạo thánh thai, bất quá ngươi là đang thay sư phụ ngươi lo lắng sao. Vội vội vàng vàng muốn thay lão giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Lâm Hy nở nụ cười, hư, ngươi không nên đem ai cũng nghĩ là giống nhau, ta một mảnh hảo tâm, ngươi nếu là muốn chết ta cũng không ngăn cản. Ngươi không thể nào là đối thủ của sư phụ ta, nếu là bị lão phát hiện, ngươi liền là một con đường chết. Lý Tuyết Cơ hung hăng nói, là vậy sao, nếu là như vậy, vừa mới rồi rõ ràng có cơ hội tại sao ngươi không hướng sư phụ ngươi mật báo, nói cho lão biết chân tướng. Lâm Hy thản nhiên nói, Lý Tuyết cơ thần sắc cứng lại, sắc mặt hơi tái nhợt, nhất thời nói không ra lời. Cẩn thận hồi tưởng lại, ngay cả chính nàng cũng không biết rõ, tại sao mình ở trước mặt sư phụ lại không nói ra bí mật. Lâm Hy không thể nào là đối thủ của sư phụ mình, nhưng mà tại sao mình lại có bất an mãnh liệt như vậy? Đã nói đến nước này, nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngay cả sư phụ ta là cường giả đại thiên cảnh cũng không có nắm chắc, phải mời bằng hữu họp mặt trợ trận, có thể thử nghĩ xem, đến lúc đó cướp đoạt Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai đều là những người nào. Ngươi nếu quả thật muốn chết liền đi chết đi, Lý Tuyết cơ nổi giận đùng đùng nói. Nói xong một câu này, trong nội tâm nàng nhất thời sinh ra hối hận mãnh liệt. Chết tiệt, tại sao mình nói với hắn những lời này, nếu là hắn đi, chết ở trong đó, đối với mình chẳng phải là tốt hơn sao? chương 1213, xem biển tịch, nhưng mà có một cái ý niệm khác dâng lên trong tâm, nếu là lúc hắn chết, muốn kéo mình đệm lưng, nổ tung chân khí trong cơ thể mình, vậy phải làm thế nào? Bất chi bất giác, ngay cả lý tuyết cơ cũng không có chú ý tới, tâm tình của nàng xảy ra biến hóa rất lớn, lúc ban đầu là hận không thể đem lâm hy giết chết. Đến hiện tại trong nội tâm không hy vọng hắn chết Mặc dù trong đó có rất nhiều nguyên do Nhưng mà biến hóa tranh lệch trước sau rất lớn Lâm Hy cũng phát hiện một chút ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Tuyết Cơ một cái. Bất quá lúc này Lý Tuyết Cơ đã thu thập tâm tình, cái gì cũng nhìn không ra. Có ý tứ, Lâm Hy như có điều suy nghĩ nói, bất quá cũng không có ngẫm nghĩ. Tiên thiên phong bạo thánh thai, đây là bảo vật khó có được. Phong bạo đại thế giới ta ở lại không bao lâu, là vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp rời đi. Thế nhưng gặp phải chàng tạo hóa này, vạn vạn không có đạo lý buông tay, tóm lại là muốn đi tranh một chuyến, nếu có thể đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, cái gì cũng đáng giá. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong mắt bắn ra quang mang sáng như tuyết. Đã hạ quyết tâm, Lâm Hy cũng liền thoải mái rồi, tinh thần buông lòng, an tâm đi hưởng thụ, quan sát cái thế giới này. Phong bạo lão tổ mặc dù là tán tu cử phách, nhưng tàng thư lại rất nhiều, Lâm Hy phát hiện rất nhiều sách đều có dấu hiệu gấp góc, hiển nhiên phong bạo lão tổ xưa nay cũng xem vô cùng nhiều, không phải là bài biện. Lâm Hy lấy mấy quyển cho vào tiểu động thiên pháp khí, chui vào trong miệng lý tuyết cơ. Thời gian từ từ qua đi, Lâm Hy cũng an tâm ở trong tiểu động thiên pháp khí đọc sách, chút thời gian này muốn tu luyện là tu không được thứ gì. Cho nên Lâm Hy phần lớn đều là lý giải đặc điểm tuyệt học của cái thế giới này một chút, đồng thời hiểu rõ về phương diện thư tịch của phong bạo đại thế giới một chút. Về phần lý thuyết cơ, Lâm Hy cũng không đi lo lắng. Một ngày trước kia nàng không nói ra, vậy sau này càng thêm không có khả năng. Lâm Hy trải qua thoải mái, lý thuyết cơ lại là bị chịu dày vò, nàng mỗi một khắc đều đang do dự, rốt cuộc có nên nói cho sư phụ phong bạo lão tổ hay không, nhiều lần nàng đi tới đi lui cũng không giải thích được đi tới gian phòng của phong bạo lão tổ, muốn nói lại thôi. Một màn này nhìn ở trong mắt của phong bạo lão tổ, chỉ là bật cười không thôi. Hắn đã sớm phán đoán Lý Tuyết Cơ cùng đại đệ tử náo loạn xích mích, đủ loại biểu hiện hôm nay của Lý Tuyết Cơ ở trong mắt hắn tự nhiên cũng chính là chuyện tình tiểu nhi nữ giận dỗi. Hắn là lão nhân 1.500 tuổi, dĩ nhiên không thể nào tham dự đến việc tình tình ái ái của tiểu nữ nhi nếu như tu vi mà nói, vậy còn dễ nói. Thời gian từ từ qua đi, Lâm Hy trong khoảng thời gian này cũng đọc không ít thư tịch. Phong bạo đại thế giới cách xa tiên đạo đại thế giới, ở giữa có khoảng cách khó có thể tưởng tượng. Ở cái thế giới này, có mấy cái tông phái thế lực phân minh, số lượng rất ít, chỉ có 5, cầm đầu là Thái Nhất Tông, mấy cái khác là Phong Bạo Tông, Thôn Thiên Tông, Vô Lượng Tông cùng Vạn Giới Tông. Số lượng mặc dù ít nhưng mà thực lực lại là đặc biệt cường đại, Lâm Hy âm thầm so sánh một chút, Lực thống trị của mấy cái tông phái này ở trong phong bạo đại thế giới sợ rằng cao hơn Thần Tiêu tông nhiều lắm, cơ hồ có thể giống Như Thái Nguyên cung. Về phần Thái Nhất tông cầm đầu, địa vị ở phong bạo đại thế giới lại càng cao hơn so với Thái Nguyên cung ở Tiên đạo đại thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thế giới này không có vạn ma lĩnh cùng Tà Thần Sơn có thể địch với Thái Nhất tông. Ở phong bạo đại thế giới, Thái Nhất tông là hoàn toàn xứng đáng cự vô phách, có địa vị lúng đoạn độc nhất vô nhị. Cho nên cùng với Tiên đạo đại thế giới giống nhau, phong bạo đại thế giới cũng gặp phải địa ngục đại thế giới xâm lấn, hơn nữa tựa hồ so với tiên đạo đại thế giới còn phải nghiêm trọng hơn. Có chút địa phương, bích chướng giữa các vị diện bị đả khai, thậm chí xuất hiện ma thần kinh khủng của địa ngục đại thế giới. Đó là tồn tại kinh khủng trên tiên đạo cảnh, một người là có thể hủy diệt một cái thế giới. Bất quá thực lực của phong bạo đại thế giới cũng đúng là kinh khủng, mặc dù là tu sĩ của cả cái thế giới này chỉ là phong hệ cùng không gian hệ đơn nhất, nhưng tu sĩ hệ khác đều rất ít nhưng mà cường giả không gian hệ thật sự là kinh khủng đến rối tinh rối mù. Dựa theo phong bạo đại thế giới ghi lại, phong bạo đại thế giới cũng đản sinh rất nhiều cường giả khủng bố cao hơn tiên đạo cảnh, sánh ngang với ma thần, ngăn chặn ở trước lỗ thủng thế giới, cứng rắn tọa chấn khiến cho địa ngục ma thần cường đại cùng với địa ngục đại quân khó tiến lên một bước. Những ghi lại về địa ngục đại thế giới quả thật ngoài dự liệu của Lâm Hy. Xem ra địa ngục đại thế giới không chỉ xâm lấn tiên đạo đại thế giới, đồng dạng cũng đang xâm lấn các đại thế giới khác trong vũ trụ trong lòng lâm hy như có điều suy nghĩ nói địa ngục đại thế giới rộng lớn vô biên bên trong có cường đại yêu ma vô cùng vô tận hơn nữa thế lực vô số bọn họ công phạt chém giết lẫn nhau đồng thời cũng tiến công những đại thế giới khác đối với tình tiết cận kẽ của địa ngục đại thế giới tiên đạo đại thế giới trước mắt còn chưa có ghi lại minh xác rất nhiều địa phương rất nhiều thứ đều không có dò xét ra được cho dù là tồn tại cường đại nhất của tiên đạo đại thế giới cũng chưa bao giờ dám nói đối với địa ngục đại thế giới hiểu rõ như lòng bàn tay những thứ khác không nói, chỉ là địa ngục cửu đầu xà hứa Đức Lạp liền chưa từng có bất kỳ cường giả tiên đạo nào nhìn thấy qua. Nếu như địa ngục đại thế giới cùng phong bạo đại thế giới tương thông mà nói, như vậy trên lý luận, thông qua chỗ nối của địa ngục đại thế giới cùng phong bạo đại thế giới liền có thể đủ trở về tiên đạo đại thế giới. Trong lòng Lâm Hy theo bản năng lướt qua một cái ý niệm. Về phương pháp như thế nào trở lại tiên đạo đại thế giới, Lâm Hy đến nay còn không có chút đầu mối nào. Bất quá mượn đường địa ngục đại thế giới để trở về thần tiêu tông tuyệt đối là một cái trong đó. Bất quá khi nghĩ đến bên trong những điển tịch này ghi lại có ma thần của địa ngục đại thế giới chân áp nơi này, trong lòng Lâm Hy liền nhịn không được nuốt nước bọt rồi. Loại tồn tại địa ngục ma thần siêu khủng bố này đừng nói là hắn đã tới đại thiên cảnh, cho dù là tới tiên đạo cảnh đỉnh phong cũng đều là một cái tử lộ. Đối với địa ngục ma thần mà nói, giết chết một gã cường giả tiên đạo cảnh tuyệt đối sẽ không khó khăn hơn so với bóp chết một con kiến. Từ điểm này mà nói, vũ trụ mịt mờ, trở về tiên đạo đại thế giới ngược lại lộ ra vẻ càng thêm thực tế một chút. chương 1214, hy vọng về nhà. Lâm Hy lật tất cả các điển tịch cũng không tìm được nhiều bút ký hơn nữa, rốt cục nhịn không được khép biển tịch lại, đối với Lý Tuyết Cơ nói. Lý Tuyết Cơ, các ngươi lúc trước nhìn thấy ta, nhắc tới yêu tộc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Hy hỏi, hắn rõ ràng nhớ lại, lúc Lý Tuyết Cơ cùng đại sư huynh của nàng ban đầu nhìn thấy mình, ngộ nhận mình là cái gì yêu tộc, nhưng cuối cùng lại lên tiếng phủ nhận. Vốn là cho rằng, có thể ở trong điển tịch của phong bạo lão tổ phát hiện chút gì, không nghĩ đến không có gì cả. Yêu tộc, Lý Tuyết Cơ đang tu luyện, nghe được thanh âm của Lâm Hy, mở mắt ra, trong mắt có một chút mờ mịt. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, yêu tộc là những gia hỏa kia tự mình xưng hô, rốt cuộc là vật gì ta đây cũng không rõ ràng, đây chính là chuyện tình một ít năm gần đây. Ở phong bạo đại thế giới, chuyện này truyền đi xôn xao, nhưng tình huống cặn kẽ lại cũng không phải là rất nhiều người biết. Cái gì? Nghe được lời nói của Lý Tuyết Cơ, trái tim Lâm Hy thình thịch khẽ động, đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Hắn chú ý tới Lý Tuyết Cơ nói, "Yêu tộc là những gia hỏa kia tự mình xưng hô, từ phương diện này mà nói, song phương tiếp xúc kỳ thật không phải là rất lâu." Chẳng lẽ, một cái ý niệm hiện lên trong đầu, trong lòng Lâm Hy nhịn không được kích động lên. Hắn không cách nào biết rõ yêu tộc trong miệng lý tuyết cơ cùng với yêu tộc mà những gì mình biết có phải là một loại sinh vật hoặc là cùng một thế lực hay không? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các người đến bây giờ còn chưa tra xét minh bạch lai lịch của bọn họ là như thế nào sao? Lâm Hy cố nén kích động trong lòng, bất động thanh sắc nói. Ta làm sao biết, ước chừng 3 năm trước đây, lúc phong bạo đại thế giới chúng ta cùng địa ngục đại thế giới chiến tranh kịch liệt nhất, một cái vòng xoáy không gian đột nhiên hiện ra ở phong bạo đại thế giới chúng ta, sau đó đám người kia liền theo đó xuất hiện. Lý Tuyết Cơ liếc Lâm Hy một cái, nói, bản thể của bọn họ giống như là một ít yêu thú của phong bạo đại thế giới chúng ta không sai biệt lắm. Bất quá lại có một chút chỗ không đồng dạng, bọn họ tựa hồ có thể biến thành hình người như chúng ta, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại. Chân khí sử dụng cũng hoàn toàn bất đồng với chúng ta. Lúc bọn họ lao ra khỏi vòng xoáy không gian mới bắt đầu chém giết với người của chúng ta một hồi, chúng ta đã chết không ít người, bọn họ chết cũng nhiều hơn. Bởi vì lúc ấy chiến tranh cùng với địa ngục đại thế giới đang kịch liệt, chúng ta không chú ý đến bọn họ, cho nên do siêu cấp cường giả của Thái Nhất Tông ra mặt, trực tiếp kiến tạo một cái không gian bích chứng cự đại, cộng thêm cường lực phong ấn đem cái vòng xoáy không gian cùng khe hở không gian cự đại kia trực tiếp phong ấn, đem tất cả những quái vật kia ngăn cản ở phía sau cấm chế. Lý Tuyết Cơ đem hết thảy nhẹ nhàng nói ra, sau khi chiến sự kết thúc, người của đại thế giới chúng ta cũng đi điều tra một chút, những quái vật này giống như tự xưng đến từ một cái địa phương tên là yêu tộc đại thế giới a à, trong lòng lâm hy hung hăng chấn động một cái thiếu chút nữa cả kinh đứng lên yêu tộc đại thế giới thật sự là yêu tộc đại thế giới lý tuyết cơ không biết yêu tộc đại thế giới nhưng lâm hy há lại có thể không biết yêu tộc đại thế giới này cùng với tiên đạo đại thế giới có liên hệ thiên ti vạn lũ từng cái đệ tử tông phái sau khi đạt tới tiên đạo cảnh trở thành chân truyền đệ tử đều phải thay phiên nhau tiến vào trong ba đại thế giới là địa ngục đại thế giới, quang minh đại thế giới cùng với yêu tộc đại thế giới để lịch lãm, đả kích ngoại tộc, đồng thời tăng cường thực lực. Thứ tự tiến vào cũng không có quy định đặc biệt, bất quá tông phái đệ tử chân truyền cảnh là sớm muộn phải hoàn thành lịch lãm ở ba cái thế giới này, đây là từng cái đệ tử tông phái đều biết trước. Nếu như từ phong bạo đại thế giới có thể tiến vào yêu tộc đại thế giới, như vậy liền nhất định có thể từ yêu tộc đại thế giới trở về tiên đạo đại thế giới so sánh với địa ngục đại thế giới có ma thần chấn áp, phương pháp từ yêu tộc đại thế giới trở về thần tiêu tông không hề nghi ngờ gì nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều lắm, hơn nữa có thể đáng tin hơn. Thật không nghĩ tới, yêu tộc đại thế giới lại có thể tiến vào phong bạo đại thế giới còn sớm hơn chúng ta, mà tiên đạo đại thế giới thậm chí còn không biết cái bí mật này. Lâm Hy trong lòng bốn bề dậy sóng, yêu tộc đã phát hiện một cái đại thế giới cường đại, hơn nữa đã là nhiều năm rồi, mà Tiên Đạo Đại Thế Giới lại không có chút tin tức nào, đây không thể không khiến cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng mà suy nghĩ một chút, giữa hai đại thế giới chỉ có chiến tranh mà không có trao đổi, hơn nữa xã hội của yêu tộc đại thế giới cùng nhân loại không giống nhau, cũng là không cảm thấy kỳ quái. Trong tai chỉ nghe Lý Tuyết Cơ tiếp tục nói, dựa theo kết quả điều tra của thế giới chúng ta, cái yêu tộc đại thế giới này tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên lạc với địa ngục đại thế giới, tựa hồ là một cái thế giới phụ thuộc phía dưới của địa ngục đại thế giới thuộc về tồn tại như nô bộc chó săn, cho nên vì để tránh cho thế lực của địa ngục đại thế giới tiến thêm một bước tăng trưởng lớn, lâm vào tình cảnh nhiều mặt tác chiến, cho nên lúc đó Thái Nhất tông đã làm ra quyết định hoàn toàn phong kín không gian thông đạo giữa song phương. Bất quá yêu tộc bên kia một mực không ngừng cố gắng xông phá cấm chế, cho nên những năm này cấm chế vẫn là may may vá vá, thỉnh thoảng xuất hiện một ít cái khe, nhưng chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tu bổ. Bởi vì sách lược thích đáng Yêu tộc bên kia vẫn không có cơ hội đầy đủ thăm dò thế giới chúng ta. Đến hiện tại bây giờ bọn họ còn chưa biết mình tới là địa phương nào, cũng còn cho là bọn họ xông vào chính là một cái vị diện nhân loại ở một cái vũ trụ khác, hoặc là một không gian độc lập do siêu cấp cường giả khai phá. Lý Tuyết Cơ nói xong, lắc đầu bật cười không dứt. Mặc dù yêu tộc đại thế giới bị chúng ta ngăn cách, cấm chế rồi, bất quá cái thế lực này ở thế giới chúng ta truyền vô cùng rộng. Cho nên lúc ban đầu ta thiếu chút nữa nghĩ đến đám các ngươi là từ trong cấm chế nơi đó trốn ra được. Thanh âm của Lý Tuyết Cơ dương dương tự đắc, không tự chủ toát ra một loại cảm giác ưu việt. Đường đường một cái đại thế giới cư nhiên bị họ lừa gạt, đùa bỡn trong lòng bàn tay, cho mà mình tới chính là một cái vị diện bình thường hoặc là một cái không gian cá nhân do cường giả khai phá, bản thân liền cảm thấy tự ngạo. Lâm Hy không nói gì, xung đột giữa yêu tộc đại thế giới cùng phong bạo đại thế giới không phải là hắn có thể quản, nhưng mà xuất hiện của yêu tộc đại thế giới đối với Lâm Hy mà nói không thể nghi ngờ là xuất hiện ánh dạng đông. chương 1215, vòng xoáy phong bạo 1. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của Lâm Hy, lúc đầu thời không đại long quyển đem hắn đưa tới, như vậy lúc trở về tự nhiên cũng phải thông qua thời không đại long quyển để trở về. Nhưng mà một cái vấn đề cần phải suy nghĩ là, quỹ tích cùng phương hướng di động của loại cự hình thời không phong bạo này là không có quy luật đáng nói. Nó có thể đem hắn tống vào tiên đạo đại thế giới, nhưng mà cũng có thể đem hắn đưa đến một cái đại thế giới xa hơn khi đó càng thêm phiền toái nơi này nguy hiểm trùng trùng hơn nữa tính không xác định cũng rất lớn bất quá nếu như có thể thông qua yêu tộc đại thế giới để trở về những thứ khác không nói ít nhất không nghi ngờ chút nào là có thể trở về tiên đạo đại thế giới xem ra chỉ có phương diện này là tương đối đáng tin cậy một chút lâm hy thầm nghĩ trong lòng hắn chuyển qua rất nhiều ý niệm nhất thời mơ hồ có quyết định gì đó ngươi nói cái cấm chế thông đạo kia ở nơi nào, Lâm Hy ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Trong lòng Lý Tuyết Cơ chấn động, nói, vô sự không lên tam bảo điện, nàng nhưng không tin Lâm Hy vô duyên vô cớ lại đột nhiên hỏi tới yêu tộc. Một cái là dị tốc mấy năm trước xâm lấn phong bạo đại thế giới, một cái là ngoại nhân tới từ một cái thế giới không biết tên, song phương cách xa nhau đến vạn dặm Lý Tuyết Cơ cũng nghĩ không thông tại sao Lâm Hy lại muốn hỏi cái này, trừ phi. Một cái ý niệm lướt qua trong đầu, Lý Tuyết Cơ cả người kịch chấn, trận to hai mắt bất khả tư nghị nhìn lâm nghi thế giới của các người tương thông với yêu tộc lâm nghi xuất hiện vô cùng tình cờ hơn nữa bản chất sinh mệnh lại hoàn toàn bất đồng với yêu tộc từ điểm này mà nói sự xuất hiện của lâm nghi cùng ba tiên đạo cường giả kia hoàn toàn là một cái ngẫu nhiên lý tuyết cơ không nghĩ tới hai cái thế giới ngẫu nhiên xuất hiện lại có thể liên lạc mật thiết với nhau a à, người quả nhiên thông minh lâm nghi thản nhiên cười cũng không có phủ nhận không sai thông qua yêu tộc đại thế giới ta có thể trở về thế giới của ta. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Lý thuyết Cơ, Lâm Hy đã sớm hiểu được, Lý thuyết Cơ cái loại suy nghĩ nhạy bén này, người nói với nàng một chút, nàng là có thể đoán được rất nhiều điều. Từ điểm này mà nói, nữ nhân trời sinh có loại trực giác này cũng không tốt lừa gạt. Như thế nào, hiện tại biết mục đích của ta rồi, người còn chuẩn bị nói cho ta biết không? Lâm Hy khẽ hướng về phía sau, nghiêng dựa thân thể, mỉm cười nói. Lý Tuyết Cơ cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên đạo đạo quang mang, ánh mắt do so dự không chừng. Ai, kỳ thật ta còn có lựa chọn sao? Nếu như ta nói không, người có phải hay không còn muốn tìm người khác nghiêm hình bức cung, hỏi ra đáp án. Lý tuyết cơ sâu xa nói, Lâm Hy thản nhiên cười, cũng không phủ nhận. Hắn quả thật có loại ý nghĩ này, Lý tuyết cơ đối với hắn cũng không phải là không thể thiếu, cho nên đây thật ra là một cái dương mưu quang minh chính đại. Bất kể Lý Tuyết Cơ có biết mục đích hay là đáp án của hắn hay không đều không sao cả. Chỉ bất quá, nếu như không cần thiết mà nói, Lâm Hy cũng không muốn đi tìm người khác nữa, dưới loại tình huống thế giới xa lạ này, như vậy quá mức phí tay chân, cũng quá phiền toái. Lý Tuyết Cơ do dự một chút, ngưng tụ là một cái đại hình sa bàn của phong bạo đại thế giới, sau đó chỉ vào một điểm trên đó nói. Chính là ở nơi này, Lâm Hy trong lòng so sánh một chút, sau đó gật đầu. Mới vừa rồi lúc đọc biển tịch hắn đã lưu ý qua địa vực kết cấu của phong bạo đại thế giới rồi lý tuyết cơ nếu như muốn ở trên này làm giả là không lừa gạt được hắn đừng trách ta không nhắc nhở ngươi khu vực này có cao thủ tông phái của phong bạo đại thế giới chúng ta chấn giữ nếu ngươi tới gần nơi đó liền có tỷ lệ bị phát hiện rất lớn thực lực của ngươi mặc dù không tệ bất quá nếu như cho là như vậy đã có thể hoành hành ở thế giới của chúng ta mà nói đó chính là tự dước lấy tử lộ cuối cùng lý tuyết cơ nhắc nhở a à, ta biết lâm hy cười nhạt một tiếng cũng không có để ở trong lòng hắn là thông qua vòng xoáy phong bạo đi tới phong bạo đại thế giới, nếu như không có tiểu động thiên pháp khí sớm đã là một con đường chết. Tới đây còn nguy hiểm như thế, lúc rời đi sao có thể dễ dàng được. Bất luận như thế nào, đợi chuyện tình tiên thiên phong bạo thánh thai kết thúc liền đi đến đó xem một chút. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Thông đạo đi thông yêu tộc đại thế giới đã bị siêu cấp cường giả của Thái Nhất Cung phong ấn, dưới tình huống bình thường Lâm Hy căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Bất quá Lý Tuyết Cơ từng đề cập tới, cường giả yêu tộc ở bên kia phong ấn đồng dạng là đang cố gắng xông phá cấm chế, mặc dù chưa thành công toàn bộ nhưng cũng ở phía trên lưu lại đại lượng khe hở. Đây chính là cơ hội của Lâm Hy. Thời gian từ từ qua đi, khánh điển sinh nhật của phong bạo lão tổ đã hoàn toàn kết thúc, nhưng đại đệ tử của mình vẫn không thể nào kịp thời trở về tham gia thọ điển của mình. Đây khiến cho trong lòng phong bạo lão tổ cảm thấy có chút mất mát, cũng có một chút lo lắng. Bất quá lão rất nhanh liền không có thời gian quan tâm đến những chuyện này. Đi, lão tổ ta có thể đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai hay không liền ở tại một lần hành động này. Sáng sớm mấy ngày sau, phong bạo lão tổ tập hợp tất cả bằng hữu trợ trận đến đây, lập tức lên đường. ầm um, lôi vân cuồn cuộn. Lấy phong bạo lão tổ cầm đầu tổng cộng 3-40 tên cao thủ hảo hảo đáng đáng hướng địa phương phát hiện tiên thiên phong bạo thánh thai điện xạ mà đi. Phong bạo lão tổ tập hợp những người giúp đỡ một tay này tổng cộng bao gồm 11 gã cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, còn có 20 tên cường giả luyện khí thập trọng thánh vương, cộng thêm phong bạo lão tổ chính là một cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, cỗ thế lực này đã vô cùng khả quan rồi, cho dù là thả vào trong tiên đạo đại thế giới cũng là thế lực cường đại không thể bỏ qua. Tiên thiên phong bạo thánh thai thật là khiến người ta mong đợi a à, vô luận như thế nào ta cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Ở bên trong tiểu động tiên pháp khí, Lâm Hy cũng là sinh ra mong chờ rất nhiều. Bảo vật người người đều mơ tưởng có thể hay không đoạt được là một chuyện, nhưng thử cũng không thử lại là một chuyện khác rồi. Cũng không biết qua bao lâu mọi người đột nhiên cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ từ rất xa truyền tới. Đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái vòng xoáy phong bạo cự đại vắt ngang ở trong thương khung, trong vòng xoáy thiểm điện lôi minh, tràn ngập khí tức phong bạo cùng không gian tê liệt, thanh âm ù, ù ù liên tục không dứt, tựa hồ ngay cả đại địa đều đang lay động. Cảnh tượng thật tráng quan, nơi này chính là địa phương tiên thiên phong bạo thánh thai đản sinh sao. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, chương 1216, vòng xoáy phong bạo 2 quả nhiên chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất phong bạo lão tổ dừng lại nhìn phong bạo cử đại bán kính gần nghìn dặm ở phía trước thần sắc ngưng trọng mọi người chú ý nơi này chính là địa phương đản sinh ra tiên thiên phong bạo thánh thai lôi đình chân quân đã đem nơi này chia làm phạm vi thế lực một lát sau tất cả mọi người phải cẩn thận rồi lôi đình chân quân là một gã cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh có tu vi giống như phong bạo lão tổ bất quá đây không phải là trọng yếu nhất Quan trọng nhất là sau lưng Lôi Đình Chân Quân có tông phái của Phong Bạo đại thế giới làm chỗ dựa, đây không phải là Phong Bạo lão tổ có thể so sánh được. Tiên Thiên bảo vật mọi người đều hướng tới, có thể tưởng tượng, trừ Lôi Đình Chân Quân ra, còn có những cường giả tiên đạo khác cũng sẽ đồng dạng động tâm, đồng dạng mơ ước kiện Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phong Bạo lão tổ bảo mọi người cẩn thận. Bá, quang mang chợt lóe, đoàn người nhanh chóng hướng phướng hướng vòng xoáy thông đạo đến gần. Ầm um, Mọi người tiến vào vòng xoáy phong bạo không lâu, đột nhiên lúc này một tiếng ầm vang, lôi quang thiểm thước, một nhóm văn tự khổng lồ, quang mang dạng dỡ, vặn vẹo lên, ở trong hư không biến hóa, kiểu chữ biến ảo ra, chỉ có năm chữ. Người tự ý vào, chết, kiểu chữ cứng cáp, mang theo một cỗ khí thức lăng áp tứ phương, phảng phất như một tòa núi cao quan sát bốn phía. Có thể nhìn ra được, người lưu lại bốn chữ này tu vi đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Hư... Lôi đình lão nhi, cho là vật này có thể hù dọa được ta sao? Đi, phong bạo lão tổ cười lạnh một tiếng, phất phất tay, trực tiếp dẫn đầu lướt qua khu vực cấm chế. Mọi người cũng nhìn văn tự do tiên khí hóa thành một cái, sau đó theo sát mà lên, vọt đi vào. Sư phụ, chỉ có lúc Lý Tuyết Cơ đi ngang qua, trong mắt toát ra lo lắng thật sâu. Nàng lúc này đã không còn bận tâm đến lâm hy giấu ở trong cơ thể mình, mà là lo lắng cho an toàn của sư phụ phong bạo lão tổ của mình lôi đình chân quân là một cường giả tán tu cực kỳ đáng sợ cũng là một trong số ít cường giả có thể đem tuyệt học hệ khác ngoài phong hệ không gian hệ tu luyện đến tiên đạo đệ nhị trọng đại thiên cảnh của phong bạo đại thế giới lôi hệ tuyệt học uy lực cường đại không ở dưới cường giả không gian hệ lôi đình chân quân một thân lôi hệ công pháp cường hoành lại càng độc nhất vô nhị đây cũng là nguyên nhân hắn nhận được những tông phái khác lôi kéo bất quá còn không chỉ là lôi đình chân quân theo lý tuyết cơ được biết cả một khối tây nam này cường giả giống như lôi đình chân quân còn có mấy người. Lại càng không nói, nếu là người trong tông phái biết rõ tin tức chạy tới, vậy thì càng thêm phiền toái. Sư phụ cuốn vào một vòng xoáy dạng này, Lý Tuyết Cơ cũng không biết là phúc hay họa. Hy vọng sư phụ có thể bình an vô sự mới tốt. Lý Tuyết Cơ cau mày, trong lòng nói thầm, cùng một thời gian, ở bên trong tiểu động thiên pháp khí lâm hy cũng vứt bỏ tất cả tạp niệm, khoanh chân ngồi xuống, xúc dưỡng tinh thần, đây là điểm báo hắn chuẩn bị xuất thủ. Cường giả trong phong bạo đại thế giới như mây, nhưng Lâm Hy cũng tuyệt đối không tự coi nhẹ chính mình. Nhược nhục cường thực, bảo vật chỉ có cường giả lấy được, liền xem xem người nào lợi hại hơn đi. Trong mắt Lâm Hy bắn ra quang mang chói mắt, sau khi đã tới tiên đạo thuần dương cảnh, đây là lần đầu tiên hắn ở trong phong bạo đại thế giới triển lộ thanh âm, trong đó nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa có thể bại lộ thân phận. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, đây đã không sao cả rồi. Sợ đầu sợ đuôi há có thể thành được đại sự liền nhìn xem chúng ta ai mạnh hơn đi ý niệm trong lòng vừa chuyển lâm hy nhắm hai mắt lại ngoài tiểu động thiên pháp khí không khí khẩn trương theo khoảng cách từ từ đến gần từ phong bạo lão tổ đến thập trọng thánh vương toàn bộ đều lộ ra thần sắc ngưng trọng liền ở phía trên đoàn người chỗ sâu nhất thương khung phong vân lôi bạo vô tận quanh quẩn không chừng thiểm điện dày đặc khiến người hoa cả mắt khí thức khe hở thời không nồng đậm chợt vừa nhìn đến trong phong bạo mỗi thời mỗi khắc đều có khe hở không gian tính bằng đơn vị hàng nghìn tất cả lớn nhỏ, mắt thường khó thấy từ sinh đến diệt, từ diệt lại sinh, sinh sôi không ngừng. Cho dù là lấy thực lực của một tên cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh mà nói, đối diện với khe hở không gian ở chỗ nào cũng có này cũng sẽ vô cùng cố hết sức, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị ngàn vạn không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ. Ở hạch tâm của phiến lôi vân phong bạo có bán kính đạt tới mấy trăm dặm này, lôi vân hội tụ lượn lờ không tiêu tan, có thể thấy một vật hình chứng màu xám cự đại đang huyền phù ở trung tâm phong bạo, Vật hình chứng này cao thấp ước chừng hai người, toàn thân hơi mờ, tản ra một cỗ khí tức sinh mệnh mãnh liệt đến bất khả tư nghị. Ở trong lúc phong bạo đầy trời qua lại không dứt, gào thét như mây, chỉ có vật hình chứng khổng lồ này phiêu phù trên không trung như định hải thần châm, không hề nhúc nhích. Đây chính là tiên thiên phong bạo thánh thai mà mọi người tranh đoạt. Bất quá giờ này khắc này, tất cả mọi người đều không bận tâm đến bảo vật đoạt thiên địa tạo hóa này, mà là ánh mắt hội tụ ở phía dưới phong vân lôi bạo, hai đám nhân ảnh chi chít, cách không rằng co. Thế lực bên trái, cầm đầu là một đạo nhân sắc mặt đỏ thấm, râu tóc đều đen, thần thái nghiêm nghị, cả người lôi quang soàn soạt, cường tráng như thiên nhân khiến người ta sợ hãi, còn bên kia lại là lão giả râu tóc như bạch luyệt, một thân tiên khí mênh mông cuồn cuộn như muốn sông thẳng lên trời, khiến thiên địa biến sắc. Ở phía sau hai người, nhân ảnh chi chít, cũng hội tụ không ít cường giả thuần dương, khí tức của từng người như nước thủy chiều, khí tức thuần dương chí dương chí cường chiếu khắp trường không. Đối với phong bạo lão tổ cùng một đám tán tu ở sau lưng hắn mà nói, những người này đều không xa lạ gì, bên trái chính là lôi đình chân quân, phía bên phải là bạch mi lão tổ, hai người đều là cường giả tán tu tiếng tăm lừng lấy, cũng đạt tới cấp bậc tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Phong bạo lão tổ tới coi như là sớm, nhưng những người này hiển nhiên còn tới sớm hơn, đã sớm ở chỗ này rồi. Hai đại lão tổ này công lực cao tuyệt, thế lực tụ tập đủ lớn, đều ở trên phong bạo lão tổ. Mà cơ hồ là đồng thời, hai đội nhân ảnh cũng chú ý tới đám người phong bạo lão tổ chạy tới nơi này, trong nháy mắt song song biến sắc. Khốn kiếp, phong bạo lão tổ, người tới xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ người cũng muốn nhúng tay vào tiên thiên phong bạo thánh thai? Người cái này lão khốn kiếp, biến, rời đi chỗ này. Nếu không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả, lôi đình chân quân giận đến lông mày nhíu lên, chợt quát. chương 1217, tranh đoạt, bàn về thế lực. Chút người này mà phong bạo chân quân tụ tập đến căn bản là không đủ nhìn, cũng không uy hiếp được phe nào trong hai phe nhưng mà phong bạo lão tổ cầm đầu lại là cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh không hơn không kém cho dù là lôi đình chân quân cũng vô cùng kiêng kỵ cái lão khốn kiếp này bình thường không phải là rất không màng danh lợi không nhúng tay vào những thứ lung tung này sao như thế nào hiện tại cũng chạy tới rồi thật là đáng chết trong lòng lôi đình chân quân tức giận không thôi ha 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 nguyên lai là phong bạo lão tổ a đã lâu không gặp đến đây tiên thiên phong bạo thánh thai này bây giờ còn là vật vô chủ, mọi người chúng ta thấy được đều là có phần, bằng vào bản sự, người nào đoạt được liền là tạo hóa của người đó. Bạch mi lão tổ hạc phát đồng nhan, xoay chuyển ánh mắt, hắc hắc nở nụ cười, nói đến giống như là lão bằng hữu nhiều năm chưa gặp. Song sự thật là, ở phong bạo đại thế giới, hai người mặc dù lẫn nhau nghe danh đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ đối diện gặp mặt, càng không nói tới giao tình. Chỉ bất quá căn cứ vào đạo lý, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu không để cho lôi đình chân quân một nhà độc đại, bạch mi lão tổ lập tức liền đem phong bạo lão tổ kéo qua. Hắc, lôi đình chân quân, người cũng đừng đem tông phái ở sau lưng người ra dọa ta. Phong bạo lão tổ lấy ánh mắt quét về phía hai người một cái, vuốt vuốt dâu, lặng lẽ cười một tiếng nói. Lão tổ ta đã sống 1.500 tuổi, đại nạn buông xuống, nếu như lần này không đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai mà nói, không cần ngươi tới đối phó, cũng là một cái tử lộ. Cho nên ngươi cũng đừng cầm bộ dạng kia đến dọa ta, cái Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai này, mọi người bằng bản lĩnh của chính mình, ngươi đoạt được đó chính là bản lĩnh của ngươi, ta đoạt được đó cũng là vận mệnh của ta, không cần ngấp nghé." Nói xong, cũng không đợi đáp án của hai phe, phịch một tiếng đem thân thể tung lên, đi lên phía trên. "Đi, đi theo lão tổ." Mọi người thấp giọng kêu lên, vội vàng đuổi theo. Nếu như không có Phong Bạo lão tổ chống đỡ, hai phe này đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc, nào dám cuốn vào chuyện như vậy. Hiện tại, lại không có đường lui nữa rồi. Lý Tuyết cơ thở dài một tiếng, đi theo. Sợ cái gì, tiền đạo chi đồ vốn chính là vượt mọi trông gai, nếu muốn một đường bình thản, làm gì có chuyện như vậy. Hơn nữa, sư phụ ngươi cũng không sợ, ngươi sợ cái gì. Lâm Hy ở bên trong tiểu động thiên nghe được tiếng thở dài của nàng, mỉm cười nói. Nơi này tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ của phong bạo đại thế giới, ngư lòng hỗn tạp, chính là lúc thừa nước đục thả câu tốt nhất. Lâm Hy phát ra thần thức cùng Lý Tuyết Cơ giao tiếp thật cũng không sợ phong bạo lão tổ phát hiện. Trên thực tế, tất cả tâm tư của phong bạo lão tổ đều ở trên lôi đình chân quân, bạch nghi lão tổ cùng với kiện tiên thiên phong bạo thánh thai ở cỗ sâu thương khung kia, làm sao còn có thời gian bận tâm đến những chuyện khác. Người nghĩ rằng ta và người giống nhau sao, ta lo lắng chính là sư phụ ta. Lão đại nạn buông xuống, đã không cố kỵ được mất rồi, chuyện này vô luận thành bại, lôi đình chân quân khẳng định sẽ không bỏ qua cho sư phụ ta. Lý Tuyết Cơ nói, hai đầu lông mày bao phủ một đoàn mây đen, vô cùng lo lắng. Lâm Hy ngây ngốc, tiền đạo đại thế giới nhược nhục cường thực, dưới điều kiện tiên quyết này, hết thảy tất cả đều là đạm bạc vô cùng. Ấn tượng lý thuyết cơ cấp cho hắn vẫn luôn là loại người tàn nhẫn hung ác, không nói tới đạo lý. Không nghĩ tới, đối với sư phụ của mình tựa hồ lại cực kỳ tôn trọng. Vận mệnh của mỗi người đều là do mình lựa chọn, người quan tâm cũng vô dụng. Lâm Hy thản nhiên nói, lời nói vừa dứt, liền ở trong con mắt kinh ngạc của Lý Tuyết Cơ thu hồi thần thức, điều dưỡng chân khí. Bất kể Phong Bạo lão tổ hay là Lôi Đình chân quân, hay hoặc là Bạch Mi lão tổ cũng đều là nhân vật cực kỳ cường đại, Lâm Hy Tuyệt sẽ không tự coi nhẹ mình nhưng mà tuyệt đối sẽ không cao ngạo tự đại. Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai, những cường giả tán tu của Phong Bạo đại thế giới này muốn, Lâm Hy đồng dạng cũng muốn. Lý Tuyết Cơ đánh cái chủ ý gì hắn biết rõ, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào trợ giúp Phong Bạo lão tổ, càng không có khả năng bỏ qua cho Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai. Hô, Lâm Hy toàn thân chân khí bắt đầu khởi động, dần dần một con hồng sắc hỏa long trói mắt như thái dương hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, ở trong tiên khí vân quay cuồng không nghỉ. Dưới loại tình huống cường giả cấp tiên đạo tranh đoạt, đại pháp thuật của luyện khí cảnh đã không đủ dùng, chỉ có đại tiên thuật cao cấp hơn mới có thể ở trong loại cường giả tranh đoạt này tranh giành cao thấp. Lâm Hy mặc dù có 9 viên đạo quả cấp bậc đại viên mãn, nhưng tấn thăng đến cấp bậc đại tiên thuật chỉ có 3 môn tuyệt học. Ông, quang mang chợt lóe trong tay Lâm Hy liền hiện lên một môn tuyệt học, đó là một đoàn viên cầu sinh diệt bất định, nhìn kỹ lại đúng là do không gian liệt phùng cùng không gian toái phiến tạo thành. Theo sát phía sau, lại là một tấm phù lục cự đại, thần thánh, tôn quý, bắn ra tiên khí ba động mãnh liệt, hiện ra ở trong lòng bàn tay Lâm Hy. Ba môn tuyệt học này chính là lúc Lâm Hy tấn thăng đến thuần dương cảnh đồng thời tấn thăng lên đại tiên thuật. Ba môn đại tiên thuật ở trong lòng bàn tay Lâm Hy sôi trào không thôi, mỗi một môn đều có uy lực hủy thiên diệt địa, khiến người ta sợ hãi, Lâm Hy dần dần lâm vào trong nhập định, thần sắc nhàn nhạt, lộ ra vẻ uy nghiêm. Không sai biệt lắm, cũng không biết trải qua bao lâu, trong lòng Lâm Hy vừa động, mở mắt ra. Ba môn đại tiên thuật tan vào thể nội, đồng thời một luồng thần thức thăm dò hư không. Oanh, không biết lúc nào, phía dưới tiên thiên phong bạo thánh thai đã sớm tụ tập đầy người, rất nhiều tiên đạo cường giả. Nhìn lại một cái, những thế lực này có thể chia làm bảy cỗ thế lực. Đối mặt với tình huống như thế, phong bạo lão tổ cùng bạch mi đạo nhân sớm đã không còn thoải mái như ban đầu, đều trầm mặc lên, lôi đình chân quân càng là sắc mặt xanh mét không thôi. Danh tự lôi đình chân quân của hắn, cộng thêm thanh danh của tông phái ở phong bạo đại thế giới mà hắn dựa vào, có thể hù dọa những tu sĩ có thực lực không đủ kia, nhưng không hù dọa được chút ít kẻ mạo hiểm to gan lớn mật. Hấp dẫn của tiên thiên phong bạo thánh thay đối với tiên đạo tu sĩ cũng không phải là mấy cái danh tiếng liền có thể dọa người được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đợi sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta lại tính sổ, các người một người cũng trốn không thoát. Trong mắt lôi đình chân quân hiện lên trận trận sát cơ, hận đến muốn chết. ầm, um, đột nhiên lúc này, ở bên trong vòng xoáy thông đạo phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. chương 1218, Xích Long Đại Tiên Thuật 1. Lệ, một tiếng giết kinh thiên động địa chấn triệt hư không, cùng một thời gian, tiên thiên phong bạo thánh thai ở trên không trung vẫn không núp nhích đột nhiên lúc này thai động có quy luật, có rút lại, bành trướng, giống như là một quả trái tim nhảy lên. Tiên thiên phong bạo thánh thai thành hình rồi. Một tiếng kêu sợ hãi hoa phá thiên không, trong phút chốc ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở trên quả trứng màu xám khổng lồ trong bầu trời. Trước và sau tiên thiên phong bạo thánh thai ngưng tụ thành hình, hiệu quả không phải là chênh lệch một nửa. Đây là thường thức mà cả phong bạo đại thế giới đều biết, mạo muội chém giết tranh đoạt, cuối cùng cũng chỉ có thể là cái được không bù nổi cái mất, chỉ tương đương với một tiểu bảo vật bình thường, mà trọng yếu hơn, tác dụng tăng phục đối với tinh thần lực của tiên thiên phong bạo thánh thai nguyên lai là phát ra trong sinh mệnh thánh thai. Nếu như thánh thai chưa thành hình, liền chưa có tác dụng tăng phúc tinh thần, đây mới là nguyên nhân mọi người vững vàng khắc chế không động thủ. Hôm nay thánh thai đã thành hình, giống như là trái tim nhảy lên, đã đến lúc hoàn toàn thành thục, người nào nếu là cướp được đến tay, lập tức có thể bạo thăng một cấp, đó là hấp dẫn mà tất cả mọi người không cách nào ngăn cản. Xuất thủ, một tiếng xuất thủ, bá một cái, một gã tiên đạo cường giả phóng lên cao, hướng lên bầu trời lao đi, song còn chưa lướt đi được một ngàn trượng, phịch một tiếng đã bị mấy đạo chân khí mạnh mẽ đánh trúng, oanh một tiếng nổ thành phấn vụn, huyết vũ bay tán loạn. Nhưng mà hết thảy này cũng không đủ để ngăn cản nhiệt tình của mọi người, hàng trăm hàng ngàn bóng người điện xạ mà ra, điên cuồng hướng về phía tiên thiên phong bạo thánh thai huyền phù trên bầu trời lao đi. Ngăn cản bọn họ, không để cho bọn họ tới gần thánh thai, ai dám ngăn cản ta, ta giết cả nhà hắn, diệt cả nhà hắn, cút. Tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng, từng người tiên huyết phọt lên mắt, sát khí sôi trào điên cuồng không thôi có thể hay không lại sống thêm mấy trăm năm liền ở lần hành động này trong mắt phong bạo lão tổ lướt qua một trận quang mang sáng như tuyết bá một tiếng phóng lên cao sau một khắc đám người lôi đình chân quân bạch mi lão tổ nhanh chóng đuổi theo mà lên ánh mắt của mọi người cũng đang nhìn tiên thiên phong bạo thánh thai ở trên bầu trời bắn ra khát vọng mãnh liệt ngăn cản bọn họ ta không chiếm được ai cũng đừng nghĩ chiếm được trước tiếng lệ khiếu vang dội bầu trời phanh 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 bảy tên lão tổ đại thiên cảnh tay áo phất phới, lẫn nhau đánh tới đối phương, đồng thời tranh đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai ở thiên không, mà ở dưới bảy người, những tiên đạo cường giả được mời tới trợ trận cũng bắt đầu oanh kích lẫn nhau, ngăn cản nhân mã của đối phương. Trong lúc nhất thời cả khu vực phong bạo biến thành tiên đạo chiến tranh kịch liệt, chân khí dày đặc như mưa bao trùm cả hư không. Tiên đạo cùng tiên đạo cường giả, luyện khí cùng luyện khí cường giả, trong thời gian ngắn chiến đấu liền gần như kịch liệt hóa cùng gai cấn, mười mấy tên tiên đạo tu sĩ đang kịch chiến trong nháy mắt đã bị chân khí oanh sát thi thể từ không trung rơi xuống oanh 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 ngàn vạn chân khí hồng lưu ở trong hư không lay động không ngừng bảy đại tán tu lão tổ cùng thi triển thủ đoạn chân khí bàng bạc che lấp bầu trời ngay cả thiên địa cũng ảm đạm vô sắc tiểu động thiên pháp khí lâm ghi ẩn nấp bất động giống như là sư tử chờ thời cơ tốt nhất trước khi săn thú cả vòng xoáy thông đạo hội tụ đại lượng cường giả của phong bạo đại thế giới thân phận của hắn quá mức đặc thù một khi bị bảy đại lão tổ đồng thời chú ý tới hàng trăm hàng ngàn tiên đạo cường giả hợp nhau tấn công cho dù là lâm hy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người nào động thủ trước người đó liền có thể trước một bước đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai nhưng đồng dạng cách tử vong cũng càng gần một bước thành công cùng tử vong chỉ có một bước ngắn cần phải nắm chắc chừng mực ở trong đó cũng không phải là xuất thủ càng sớm càng tốt chính là hiện tại lâm hy ở bên trong tiểu động thiên pháp khí trong mắt quang mang chợt lóe thân thể tung lên trong nháy mắt từ trong miệng lý tuyết cơ phá không mà ra oanh thu lại tiểu động thiên pháp khí thân thể lâm hy triển khai lại không tiếp tục che giấu tu vi của mình một tiếng ẩm vang khí tức thuần dương bàng bạc trí dương trí cương hảo hảo đáng đáng chấn động trường không khí tức tiên đạo mãnh liệt như thế giống như một quả thái dương trói mắt huyền phù hư không trong nháy mắt áp qua khí thức của bảy tên tán tu lão tổ mọi người oanh quang mang chợt lóe lâm hy kéo ra một luồng kim sắc khí lãng trói mắt vô cùng hướng lên thiên không bạo sạ mà đi. Một màn biến đổi không kịp chờ tay này, tất cả mọi người không ngờ rằng trong đám người lại còn ẩn tàng cường giả đáng sợ như vậy. Ngăn cản hắn, một gã cường giả thuần dương cảnh cả kinh trợn to hai mắt, phát ra một tiếng lệ khiếu kinh thiên. Mặc dù là kinh hồng thoáng qua, nhưng mà cường giả đột nhiên xuất hiện này rõ ràng là cường giả thuần dương cấp, nhưng mà một thân chân khí kinh khủng cơ hồ tương đương với 10 tên cường giả thuần dương. Người nào cũng không nghĩ qua cường giả tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Sát, lực chú ý của phần lớn người đều tập trung ở trên thân những người khác trận doanh cùng những người khác hỗn chiến với nhau, nhưng vẫn có bộ phận tiên đạo cường giả chú ý tới Lâm Hy đột nhiên quật khởi, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hơn 10 đạo tiên khí mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt vượt qua trùng trùng hư không, oanh hướng Lâm Hy ở không trung. Xích Long đại tiên thuật, nhanh lên cho ta." Lâm Hy quát lên một tiếng, hai mắt sáng ngời nhiếp nhân rốt cục ở phong bạo đại thế giới lần đầu tiên đánh ra đại tiên thuật sau khi bản thân tấn thăng ầm um, hàng tỷ hư không ầm ầm chấn động một cỗ xích hồng cự long so với mặt trời còn trói mắt hơn bỗng nhiên lúc này liền hiện ra ở trong hư không mấy chục đạo tiên khí kia vừa mới nhích lại gần đã bị nhiệt độ kinh khủng bất khả tư nghị bên trong xích hồng cự long dài mấy ngàn trượng đốt cháy không còn hóa thành hư ảo đã trải qua thời gian tính bằng năm hấp thu đại lượng hỏa hệ nguyên tố liệt dương đại pháp của lâm hy rốt cuộc tấn thăng đến bản xích long đại tiên thuật hoàn chỉnh đỉnh cấp hỏa hệ tuyệt học trí dương trí cương của tiên đạo đại thế giới ông xích long trường khiếu nơi đi qua khói đặc cuồn cuộn không gian cũng bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo oanh quang mang chợt lóe phía trên lâm hy mấy tên cường giả thuần dương cảnh phản ứng không kịp kêu thảm một tiếng trong nháy mắt bị lâm hy đụng vào đốt thành cho bụi đây là cái gì tiên thuật đại tiên thuật thật khủng khiếp Quang mang trói mắt như mặt trời khiến cho nhiều người cũng không mở mắt ra được, nhiệt độ kinh khủng kia càng khiến cho rất nhiều cường giả thuần dương loạn trọn lui về phía sau, kiêng kỵ không thôi. chương 1219, Xích Long Đại Tiên Thuật 2 Hống, chân khí lâm hy vỡ ra, trực tiếp hóa thành một đạo kình thiên hỏa trụ thẳng tắp hướng tiên thiên phong bạo thánh thai ở thiên không đuổi theo. Muốn chết, sự tình đột nhiên, cảm giác được khí thức cường đại ở phía sau đuổi theo mà tới, một gã tán tu lão tổ bỗng nhiên quay đầu, bàn tay lật lại, liền là một chiêu đánh xuống. Oanh, trời dung đất chuyển, nhật nguyệt thất sắc, tên tán tu lão tổ này vừa mới ra tay, Lâm Hy đã cảm thấy cả thiên địa đều đảo ngược lại, đen nhánh, hướng chính mình chân áp tới. Không chỉ như vậy, trong linh hồn Lâm Hy càng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, cả người thúc thủ vô sách, phảng phất hư chỉ có nhắm mắt chờ chết. Cường giả đại thiên cảnh quả nhiên lợi hại, so với cường giả thuần dương cảnh mà ta gặp phải còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần, bất quá, muốn ảnh hưởng tới thần trí của ta quả thực là buồn cười lâm hy cười lạnh một tiếng tinh thần lực toàn thân đột nhiên bộc phát oanh một tiếng liền làm vỡ nát ảnh hưởng do tinh thần lực đối phương gây ra với mình xích long đại tiên thuật cùng một thời gian lâm hy quát lên một tiếng xích long đại tiên thuật cấp bậc tiên đạo dung hội hợp nhất sau đó một tiếng ẩm vang hóa thành một đạo hỏa diếm cự trưởng che trời không chút nào nhường cho hướng phía trên oanh tới mau tránh ra cho ta ầm trong tiếng nổ kinh thiên hai cỗ chân khí cường đại mãnh liệt đụng vào nhau lâm hy rõ ràng cảm giác được chân khí của đối phương giống như là có sinh mạng chia ra ngàn vạn cái ý thức cố gắng tìm kiếm sơ hở trong công pháp của mình sau đó một điểm kích phá oanh phá tuyệt học của mình nhưng đây hết thảy chỉ có thể là phí công cảnh giới của lâm hy mặc dù không cường đại như đại thiên cảnh có thể tế trí nhập vi chính xác đến từng cỗ chân khí nhưng mà xích long đại tiên thuật của hắn cũng là khoáng thế tuyệt học trí dương trí cương tiếng tăm lừng lẫy của tiên đạo đại thế giới căn bản sẽ không có chỗ sơ suất này. Đối mặt với đại thiên cảnh tế trí nhập vi, đặc điểm lấy điểm phá diện, lấy yếu thắng mạnh, những tuyệt học luyện khí cảnh khác của Lâm Hy đều không đủ để chống lại. Nhưng ba môn đại tiên thuật sau khi tấn cấp này lại không có vấn đề gì. ầm um, kinh khí đầy trời bạo tạc lên, phía sau trường lực che khuất bầu trời, một gã cường giả đại thiên cảnh bộ dáng lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, chấn lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? trong lòng lão giả tràn đầy kinh hãi. Phong bạo đại thế giới là thế giới của cường giả phong hệ cùng không gian hệ, chưa từng có người nào có tiên đạo tuyệt học hệ khác tu luyện tới cảnh giới kinh khủng như thế. Hoàn cảnh của phong bạo đại thế giới căn bản không thích hợp tu luyện tuyệt học hỏa hệ, nếu có người đạt tới loại cảnh giới kinh khủng này làm sao có thể chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, quang mang trong mắt lão giả lóe lên, thần sắc trên mặt kinh nghi bất định. Sự xuất hiện của Lâm Hy quả thật tựa như là một đoàn bí ẩn. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích, so sánh với khiếp sợ của tên lão tổ kia, hắn liền bình tĩnh hơn nhiều. Dưới chân nổ ra, thừa dịp cái thời cơ này đem hắn lướt qua, hướng về phía trước đuổi theo. Hiện tại, phía trên chỉ còn lại 6 tên tán tu lão tổ đại thiên cảnh rồi. Lâm Hy nhanh, tốc độ của mấy tên lão tổ cũng không chậm, bá một tiếng trong nháy mắt đột phá phong vân lôi điện trùng trùng, hướng lên tiên thiên phong bạo thánh thai ở thiên không phóng đi phi hành tuyệt học của phong bạo đại thế giới cũng không lợi hại bằng na di đại tiên thuật của tiên đạo đại thế giới nhưng mà phong bạo thân thể tiên thiên cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt của phong bạo thế giới khiến cho tốc độ bay lên của mấy tên lão tổ này hoàn toàn không ở dưới lâm hy thậm chí còn hơi thắng được quả nhiên lợi hại lâm hy từ trong đám người bay ra thấy mấy tên tốc độ của mấy tên tán tu lão tổ ở phía trên cũng không có chậm hơn trong lòng cũng âm thầm bội phục bất quá hắn sớm có chuẩn bị cho nên trong lòng cũng không nóng nảy bất quá xin lỗi rồi tiên thiên phong bạo thánh thai ta là nhất định phải có. Tâm niệm lâm hy vừa động, không chút lựa chọn lấy ra một khối một bài. Túng vân tiên thú, ra đi, hống, kim quang hạo đáng, vân vụ phụt lên, túng vân tiên thú mà ba người phần vũ, điển vi, ác la hao hết chín châu hai hổ mới có được hổ khiếu một tiếng, dưới chân phun mây, hiện ra ở trong hư không. Bá, lâm hy ngồi lên tiên thú, dưới chân kẹp lấy, bá một tiếng, loại dị thú đản sinh trong vị diện này lập tức nhanh như điện chớp lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng tiên thiên phong bạo thánh thai ở chỗ sâu thương khung đuổi theo. Tốc độ của túng vân tiên thú cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền vượt qua 6 tên tán tu lão tổ tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh. Đối với tiểu tử thuần dương cảnh thực lực kinh khủng đột nhiên xuất hiện này, 6 tên lão tổ đại thiên cảnh vốn là chưa còn để ý, nhưng mà sát na lâm hy triệu xuất ra túng vân tiên thú, mấy người nhất tề cảm thấy một cỗ uy hiếp khổng lồ. Dựa theo loại tốc độ này của Lâm Hy, chỉ sợ bọn họ còn chưa đến gần, Lâm Hy liền đầu tiên đắc thủ rồi tiểu tử nơi nào đến không gian ma thủ chết đi hư không sụp đổ khung cảnh trong nháy mắt giống như là bể nát chia năm xẻ bảy một cái thủ trưởng khổng lồ hiện đầy vô số khe hở không gian thật nhỏ giống như là bắt tiểu hài tử hướng lâm hy bắt qua tinh thần lực của cường giả đại thiên cảnh cực kỳ khổng lồ so sánh với cường giả luyện khí cảnh hoàn toàn không thể so sánh được túng vân tiên thú của lâm hy mặc dù nhanh nhưng mấy tên lão tổ này cũng có thể mơ hồ cảm giác đến tồn tại của lâm hy mặc dù không rõ ràng lắm nhưng đã đầy đủ phát động công kích nhóm tán tu lão tổ có thể ở phong bạo đại thế giới thống lĩnh một phương tụ tập nên thế lực cường đại không một người nào là mặt hàng đơn giản ở trong lúc toàn lực hướng lên bầu trời tranh đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai cũng áp chế lâm ghi ở phía sau chạy tới ngay một sát na lâm ghi khống chế túng vân tiên thú đuổi theo lập tức chính là một trường băng thiên liệt địa hướng lâm ghi Trấn áp qua ầm thạch phá kinh thiên có một liền có hai một gã lão tổ khác cũng phối hợp giáp công mà đến hồng lưu cuồn cuộn phát thiên cái địa hoàn toàn che lấp bầu trời. Hừ, chút tài mọn, nát bấy cho ta. Thủ trưởng Lâm Hy khép lại, giữa năm ngón tay, ngàn vạn không gian phá toái tạo thành một đoàn quang cầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, đột nhiên ném về phía trước một cái, oanh một tiếng, tiên khí hồng lưu liệt phùng, không gian phấn toái của hai gã lão tổ đại thiên cảnh bị Lâm Hy ngạnh sinh sinh oanh mở ra một cái thông đạo có phương viên hơn 10 trường. Túng vân tiên thú bá một chút, hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt từ đó xuyên qua chương 1220, đắc thủ thánh thai. Phấn toái đại pháp của Lâm Hy sau khi tấn thăng đến tiên đạo cảnh, Lâm Hy đối với các loại cấp bậc năng lực của phấn toái không gian đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, rõ như lòng bàn tay. Sau khi uy lực của phấn toái đại pháp bị giới hạn ở phương viên 10 trường, phạm vi nhỏ lại nhưng uy lực ngược lại rất lớn. Mục đích của Lâm Hy chỉ là xông qua hai gã tán tu lão tổ chặn đường mà không phải là đánh bại bọn họ, cho nên ngay cả hai gã lão tổ đại thiên cảnh liên thủ cũng không thể ngăn cản được hắn, bị hắn chui vào không ra, chợt lóe lên mà qua. Bá, Lâm Hy một kích đắc thủ, bỏ qua hai gã tán tu lão tổ, uy lực của túng vân tiên thú lập tức hiển hiện ra, bốn gã tán tu lão tổ khác nhất thời không xem xét kỹ, cư nhiên bị Lâm Hy xa xa bỏ qua. Không tốt, cư nhiên bị một tên tiểu bối vượt lên trên đầu rồi. Đây rốt cuộc là nhân vật nào, trước đây làm sao chưa từng nghe qua. Mấy tên lão tổ, bao gồm phong bạo lão tổ ở bên trong cũng âm thầm nóng lòng, mọi người kêu to một tiếng cấp tốc hướng Lâm Hy ở phía trên đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của túng vân tiên thú làm sao để bọn hắn đuổi đến được, một cái chớp mắt, Lâm Hy đã đem bọn hạ xa xa vứt ở phía sau rồi. Tốt, chỉ cần chiếm được tiên thiên phong bạo thánh thai, đạt tới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, ta đây một chuyến phong bạo đại thế giới này liền không tệ. Lâm Hy hai mắt sáng ngời, nhìn lên quả trứng màu cho huyền phù thiên không âm thầm vui sướng. Hắn ở trong tiểu động thiên pháp khí ẩn nấp lâu như vậy, đợi đúng là cái thời khắc này. Khoảng cách tới Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai càng ngày càng gần, tất cả phong bạo cũng bị Lâm Hy bước ra bên ngoài cơ thể, mắt thấy bảy tên tán tu lão tổ sắc mặt xanh mét, cũng đuổi không kịp, Tiên Thiên Phong Bạo Thánh Thai cuối cùng muốn rơi vào trong tay Lâm Hy, đột nhiên lúc này trong lòng Lâm Hy sinh ra báo động. Tam giới đại tiên thuật, bầu trời tối sầm lại, trong lúc điện quang hỏa thạch, một cỗ uy áp khổng lồ từ thiên không bao phủ mà xuống. Nhưng ngay sau đó trời rung đất chuyển, Cả thiên địa đều phảng phất như ở dưới sự chi phối của bàn tay vô hình hướng Lâm Hy đè ép tới. Cỗ lực lượng này minh mông vô cùng, ngay cả Lâm Hy cũng sinh ra một loại cảm giác kinh khủng. "Hống, tiên thú Tê Minh, ngừng cướp bộ, bắn ngược trở về." Oanh, thời không sụp đổ, nơi Lâm Hy dừng chân lúc trước từng khúc băng liệt, hóa thành hư vô, giống như là đại hủy diệt. "Tiên thiên phong bạo thánh thai, vạn giới tông chúng ta muốn. Ai dám nhúng tay chính là địch của vạn giới tông chúng ta, chết không có chỗ chôn." thanh âm ù ù, ngang ngược bá đạo, lãnh khốc vang lên trong thiên địa, trong phong bạo, ẩn ẩn hiện ra hai gã mặc phục sức tông phái hướng thương khung biển xạ mà đi. Vạn giới tông, lại là vạn giới tông, ngay cả bọn họ cũng nhìn chúng cái thánh thai này. Lời nói của hai gã đệ tử chân truyền vạn giới tông trong các tiên đạo cường giả ở phía dưới chợ trận dẫn phát ra một trận tao loạn. Vạn giới tông là một trong tông phái cự vô phách của phong bạo đại thế giới, một quả tiên thiên phong bạo thánh thai nho nhỏ theo đạo lý là sẽ không bị một cái tông phái có thể lực khổng lồ đặt vào trong mắt. Hai gã chân truyền đệ tử của vạn giới tông nói ra chính là hổ giả hổ uy, mượn uy phong của tông phái trấn nhiếp mọi người. Bất quá mặc dù là như thế, mọi người cũng không dám nói thêm cái gì. Ở phong bạo đại thế giới, đệ tử tông phải không phải là dễ dàng chiêu chọc như vậy. Hừ, cái gì vạn giới tông, đối với ta đều vô dụng. Trong mắt lâm hy thần sắc lạnh lẽo, khu động túng vân tiên thụ như cũ hướng lên bầu trời phóng đi. Tông phái đệ tử thì như thế nào, đại nạn buông xuống, bất chấp nghĩ nhiều như vậy, liều mạng. Giữa không chung, phong bạo lão tổ sắc mặt so dự không chừng, cắn răng một cái, thúc giục chân khí toàn thân lấy tốc độ bất khả tư nghị tiếp tục hướng lên phía trên đuổi theo. Sư phụ, trong đám người phía dưới, sắc mặt lý tuyết cơ liền biến đổi, thần sắc trách bệch đi không ít, đắc tội đệ tử tông phái, cho dù phong bạo lão tổ chiếm được tiên thiên phong bạo thánh thai, sau này chỉ sợ cũng khó có thể an bình. Bất kể rồi, trước lấy được rồi hãy nói, có phong bạo lão tổ dẫn đầu, những tán tu lão tổ khác cắn răng một cái, cũng bay ra ngoài. Chín gã tiên đạo cường giả bao gồm Lâm Hy ở bên trong hết tốc lực hướng tiên thiên phong bạo thánh thai huyền phù trên thiên không bay đi. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, trong minh minh, trung tâm của mắt phong bạo trên cao này, tiên đạo thánh thai vừa mới đản sinh cũng cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ khổng lồ. Mặc dù là vừa mới ra đời, ý thức vẫn là trống rỗng, nhưng bản năng sinh tồn lại là sinh ra khiếp sợ. Lệ, thánh thai đột nhiên có rút lại, sau đó phát ra một tiếng giết kinh thiên động địa, tiếng giết này đột nhiên xuất hiện, không ai ngờ đến. Đợi đến lúc mọi người nghe được, một cỗ tinh thần lực phong bạo khổng lồ theo tiếng giết mãnh liệt oanh kích vào trong não hải của tất cả tiên đạo tu sĩ. Hai gã đệ tử vạn giới tông, lâm hy, phong bạo lão tổ, lôi đình chân quân cùng với mấy tên tán tu lão tổ khác đứng mũi chịu sào, bị trùng kích lợi hại nhất. Đông đông đông, tựa như một thanh cự chùy nặng nề oanh kích vào trong đầu. Không tốt, cái tiên thiên phong bạo thánh thai này lại có thể phát ra tinh thần phong bạo. Chín người thất kinh, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cố tinh thần lực phong bạo kinh khủng này oanh đến thiên toàn địa chuyển, trái tim co quắp, cả người cơ hồ đều mất đi chi giác. Cơ hội tốt, Lâm Hy bị cố tinh thần lực cường đại này trùng kích một chút, trong đầu chấn động một cái cũng không có hoa mắt. Long hồn của thái cổ chân long khổng lồ vô cùng, loại trùng kích tinh thần lực này đối với lâm hy có tác dụng nhỏ nhất bá thừa dịp sát na não hải của mấy người bị thương tinh thần choáng váng lâm hy khống chế túng vân tiên thú trong nháy mắt bộc phát ra một đầu đâm vào trong phong bạo hải phích lịch chung quanh tiên thiên phong bạo thánh thai lôi điện như thoi đưa phong bạo vô tận cùng ngàn vạn không gian toái phiến tạo thành siêu cự hình phong bạo tràn ngập hư không lâm hy lay động chín đại đạo quả trong cơ thể lấy lôi công chân khí phấn toái chân khí phong ấn chân khí bảo vệ chung quanh giống như là một mũi tên rời cung ở trong phong bạo dày đặc nhanh chóng xuyên qua, chỉ một chớp mắt liền xuất hiện ở phía trên quả trứng màu xám to lớn. Lệ, thánh thai cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, tinh thần lực của nó gào thét, tê minh, tiêm khiếu, mấy lần cố gắng trùng kích Lâm Hy, nhưng cũng không có kết quả. Vô dụng thôi, tinh thần lực của người căn bản vô dụng đối với ta. Lâm Hy cười lạnh, hắn mặc dù là tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh, nhưng mà từng có đủ loại kỳ ngộ, Tinh thần lực so sánh với cường giả thuần dương cảnh bình thường cường đại hơn rất nhiều, huống chi còn có thái cổ chân long hộ thể. Chương 1221, bát diện mai phục. Cái tiên thiên phong bạo thánh thai muốn thông qua tinh thần lực khống chế hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Việc này không nên chậm trễ, mau lấy thôi, ánh mắt Lâm Nghi chợt lóe, lập tức hai tay kết ấn. Ngươi, ngươi, muốn, không, trong lúc hoảng hốt, một cỗ ý thức phá thành mảnh nhỏ tỉnh tỉnh mê mê truyền tới là ý thức của tiên thiên phong bạo thánh thai, trong lòng Lâm Hy cũng thầm giật mình, tiên thiên phong bạo thánh thai mới vừa đản sinh được trong chốc lát, tốc độ trưởng thành của ý thức quả thực quá nhanh rồi. Phong ma đại tiên thuật, Lâm Hy hai tay vỗ xuống, hư không vặn vẹo, lấy tiên thiên phong bạo thánh thai làm hạch tâm, không gian chung quanh nhanh chóng hướng vào bên trong có rút lại, sụp xuống, thu lại thành một đoàn. Lệ, một vòng bạch sắc quang mang năng lượng nồng đậm từ trong ngoài thánh thai bành trướng mà ra, nhưng mà cuối cùng không ngăn cản nổi phong ma đại pháp sau khi tấn thăng của Lâm Hy. Không biết tuyệt học, không biết phó công, không biết chiêu thức, không biết vận dụng năng lượng, năng lượng khổng lồ của tiên thiên phong bạo thánh thai này không thể phát huy ra được. Trong nháy mắt bị Lâm Hy phong ấn hóa thành một đoàn hình chứng lớn nhỏ như trứng ngỗng, bị Lâm Hy ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đi, lúc này rời đi thôi. Lâm Hy một kích đắc thủ, tế lên túng vân tiên thú điện xạ bay ra. Muốn đi, đem thánh thai lưu lại. Trong tiếng hét phẫn nộ, một gã chân truyền đệ tử của vạn giới tông giận đến dâu tóc đều dựng, da mặt đỏ ngầu. Tam giới đại tiên thuật, oanh, hư không băng liệt, cô áp lực kinh khủng, trầm trọng kia lần nữa phát ra, phảng phất từng cái không gian trấn áp tới. Hư, sợ ngươi sao, thánh thai đã tới tay lâm hy, cũng không cố kỵ nữa, bàn tay một chảo. Thiên địa luân hồi ấn, oanh mở cho ta, ông, thiên địa luân hồi ấn bay lên cao chấn động, lập tức biến thành lớn nhỏ như gian phòng, lâm hy bắt lấy thiên địa luân hồi ấn khổng lồ, tế lên xích long đại tiên thuật, liệt diễm mấy trăm vạn độ hướng vào trong đó quán chú vào, tựa như là lấy trụy đập xuống, mang theo đuôi lửa vô tận hướng phái dưới oanh tới. Âm, um, xích hỏa vạn trượng, bộc phát ra hỏa tinh vô cùng, tam giới đại tiên thuật của chân truyền đệ tử vạn giới tông bị lâm hy mãnh liệt đập một cái, trực tiếp trầm xuống ba trượng, phía sau chân khí, chân truyền đệ tử vạn giới tông chịu tội theo, phảng phất như bị trọng trụy đập một cái, đang 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 lùi lại mấy bước trong mũi một đạo huyết tuyển phun ra ngoài ánh mắt mở ra thật to tràn đầy khiếp sợ. Tam giới đại tiên thuật chính là đỉnh cấp công pháp tiên đạo nhất nhị trọng tiếng tam lừng lấy của vạn giới tông, có thể mượn có không gian lực lượng ở chung quanh đối phó với đối phương, là công pháp cực kỳ cường đại trong hàng đệ tử thuần dương cảnh, đại thiên cảnh của phong bạo đại thế giới. Nếu là chính diện đối chiến, rất dễ dàng trực tiếp bị chấn đến nội tạng nát bấy. Hỗn độn tuyệt phẩm pháp khí, hắn tại sao có thể có loại vật này? Trong mắt tên chân truyền đệ tử vạn giới tông tràn đầy khiếp sợ phong bạo đại thế giới hoàn cảnh đặc thù hết thảy đạo hạnh tự thân tu hành làm chủ các loại vật phẩm như pháp khí đan dược đều là rất ít pháp khí cường đại chỉ có một số bộ phận nhỏ nhân tài mới có xa xa không có cường thịnh như tiên đạo đại thế giới đệ tử tông phái thật cường đại quả nhiên không hổ là đệ tử đại thiên cảnh lâm hy một chiêu xuất thủ cũng là âm thầm kinh hãi tông phái trong phong bạo đại thế giới chỉ có năm đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với đệ tử tông phái chính thống của cái thế giới này thiên địa luân hồi ấn cộng thêm chân khí gấp 10 lần đệ tử thuần dương cảnh cũng chỉ là đem tên chân truyền đệ tử này đẩy lui đả thương, đủ thấy đệ tử tông phái chính thống của cái thế giới này có chỗ hơn người. Đồng dạng là đại thiên cảnh, mấy tên đệ tử chân truyền của vạn giới tông này rõ ràng nếu so với những tán tu lão tổ như phong bạo lão tổ thì mạnh hơn rất nhiều. Lâm Hy dùng tới thiên địa luân hồi ấn cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Tất cả những ý niệm này cũng chỉ là thoáng qua một cái ở trong đầu Lâm Hy mà thôi, nhưng mà thân hình của hắn cũng không có dừng lại thân thể nhoáng một cái, bá một tiếng bay ra ngoài. Bất đồng với lúc trước, lúc trước kia là muốn vượt qua đám người phong bạo lão tổ, nhưng hiện tại lại trái ngược, biến thành lâm ghi hướng bọn họ bay đi. Tất cả mọi người trở nên rất kích động, mỗi người đều muốn đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai, lại không nghĩ rằng cuối cùng rơi vào trong tay một thanh niên không biết tên như lâm ghi. Nếu là hắn hơi có chút danh tiếng, có lẽ trong lòng mọi người cũng không biểu hiện ra phẫn nộ như vậy. Bạch cốt đại tiên thuật, đại địa chấn động, ma vân cuồn cuộn, bạch cốt chân khí hảo hảo đáng đáng ở trong hư không tạo thành một cái khô lâu cao đến mấy trăm trượng, bá một tiếng liền ngồi dậy, hai mắt phun ra ánh sáng, triệu hoán ra ngàn vạn hài cốt trắng hiếu, tản mát ra khí tức tử vong mãnh liệt, phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải, hướng lâm hy oanh tạc tới, cái thủ trưởng khổng lồ kia cơ hồ muốn đem lâm ghi bắt vào trong đó. Xích Long đại tiên thuật, bảo, lâm hy hào hùng không sợ hãi. Chân khí hội tụ ở trong hư không hóa thành một đoàn huyết hồng liệt nhật so với mặt trời còn muốn trói mắt hơn, tán phát ra quang mang cùng nhiệt độ vô tận, mãnh liệt bạo tạc lên. Hống, uy lực khổng lồ trong nháy mắt đem bạch cốt cự nhân đánh cho sơ xác, xích long hỏa diễm minh mông giống như là đại dương đem tất cả bạch cốt bao lại, điên cuồng thiêu đốt, thiêu đốt đến bạch cốt cự nhân khóc thét liên tục. Hư vô chi hỏa, sau khi chân khí hỗn loạn, tán tu cường giả bạch cốt lão tổ đại thiên cảnh vẻ mặt hoảng sợ, nhìn liệt diễm trên đầu lâm ghi bá bá tách ra khí lãng, hoảng sợ thối lui. Bạch cốt đại tiên thuật của hắn đã sớm bị phá vỡ, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm hỏa diễm đốt cháy chân khí, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Phải biết rằng chân khí không phải là vật thực, tiên khí đẳng cấp cao lại càng không dễ thiêu đốt. Bạch cốt lão tổ không nhận ra xích long đại tiên thuật nhưng ở trong ấn tượng của hắn, có thể đạt tới loại nhiệt độ kinh khủng này chỉ có hư vô chi hỏa mới có thể được. Người này rốt cuộc là ai? Bạch cốt lão tổ trong lòng kinh hoàng, chấn động không dứt. Trên người lâm ghi lộ ra đủ loại cổ quái, khiến cho người ta nhìn như thế nào cũng không thấu, sự xuất hiện của hắn giống như là một cái bí ẩn. Không quản ngươi là người nào, đắc tội với vạn giới tông đó là một con đường chết, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Một lớp vừa dứt lớp khác lại lên, ở trong thanh âm lạnh như băng, không gian chấn động, tiên khí minh mông cuồn cuộn, một kiện vân luân khổng lồ vù vù xoay tròn, mang theo lực lượng kinh thiên động địa hướng lâm ghi phách đi qua. Cái pháp khí này vừa xuất hiện, không gian giống như tờ giấy bị thổi thành nhân lại, cô áp lực cùng khí thức trầm trọng này cơ hồ khiến linh hồn người ta hít thở không thông. chương 1222, Tấn Thăng Đại Thiên Cảnh 1 Thứ cấp tiên khí, Lâm Hy thất kinh, khí thức tán phát ra trên kiện vân luân này vô cùng thuần khiết, so với thiên địa luân hồi ấn của hắn còn cao cấp hơn. Thiên địa luân hồi ấn của Lâm Hy đã là hỗn độn tuyệt phẩm pháp khí cấp bậc đỉnh phong, có thể vượt xa nó cũng chỉ có thứ cấp tiên khí. Ánh mắt Lâm Hy vội vàng nhìn qua, lại thấy một gã đệ tử đại thiên cảnh khác của vạn giới tông đang nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn mình. Phong cấm chi giới, trong chiến đấu kịch liệt, một cái thanh âm vang dội vang lên, biên giới hư không, một gã lão tổ đại thiên cảnh ánh mắt lãnh khốc, ở dưới lôi vân nâng lên một đoàn quang cầu đen nhanh kỳ dị, hóa thành ngàn vạn phù lục thật nhỏ dung nhập vào trong hư không. Trong minh minh, một cái hắc lưu ly li sắc cầu hình cấm chế cự đại bao phủ phạm vi phương viên mấy dặm. Đây là một cái kết giới cấm chế cường đại, khổng lồ, trong phạm vi chấm chế, không khí cũng trở nên sền sệt. Ông, cùng một thời gian, hàng trăm hàng ngàn ý niệm giống như là từng căn liên tỏa vừa vô vừa trầm khóa ở trên người Lâm Hy. Trên mặt đất, nguyên bản là rất nhiều thuần dương cường giả đang hỗn chiến rốt cuộc kịp phản ứng, nhất tề tập trung vào Lâm Hy. Hoàn cảnh của phong bạo đại thế giới ác liệt hơn xa so với tiên đạo đại thế giới, tu sĩ được bồi dưỡng ở trong hoàn cảnh này cơ hồ đều tinh thông chiến đấu. Bọn họ có lẽ thực lực không bằng Lâm Hy nhưng mà phản ứng lại tuyệt đối là tầng thứ nhất lưu. Giết hắn đi, một tiếng nộ khiếu điên cuồng dẫn phát ra thùng thuốc súng, tiên khí hồng lưu hàng trăm hàng ngàn gào thét mà đến. Tất cả mọi người là vì tiên thiên phong bạo thánh thai mà đến, công phạt lẫn nhau, vốn chính là vì phong ngừa đối phương đắc thủ. Nhưng mà lúc Lâm Hy đoạt đến tay, hết thảy đều thay đổi. Hắn mặc dù đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai nhưng đồng thời cũng đoạt luôn, cửu hận của mọi người. Âm, um, chân khí hồng lưu phát thiên cái địa, chi chít, gào thét mà đến, chỉ sợ là túng vân tiên thú cũng không chịu được loại áp lực này mà gào thét. Mà ở dưới tác dụng của cường lực kết giới cấm chế, Lâm Hy căn bản không thể nào chạy ra nơi này. Giờ khắc này, coi như là cường giả tiên đạo tam trọng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi nơi đều là tiên khí hồng lưu phát thiên cái địa, thành thiên thượng vạn, năng lực của túng vân tiên thú cũng bị hạn chế lại, mắt thấy chính là một chàng khốn thú chi đấu, tai họa ngập trời, giờ khắc này Lâm Hy ngược lại tỉnh táo lại. Tiếng động lớn ở ngoại giới toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại thanh âm trái tim nhảy lên trong lồng ngực thời gian của cả thế giới vào giờ khác này phảng phất biến chậm đi rất nhiều ông trong mắt chợt lóe sáng lâm hy nhanh như chớp bắt được tiểu động thiên pháp khí sau đó không chút lựa chọn thiêu đốt từng viên trái tim thiên sứ mà ba người phần vũ biển vi ác la lưu lại oanh một trận bạch trước quang mang chói mắt lóe lên hư không vặn vẹo tiểu động thiên pháp khí bao lấy lâm hy trong nháy mắt trốn vào chỗ sâu không gian trong một trận thanh âm ùm ùm, ngàn vạn tiên khí hồng lưu cộng thêm công kích của mấy lão tổ đại thiên cảnh rơi đến địa phương lúc nãy của Lâm Hy, chân khí mãnh liệt ngay cả không gian cũng bị xé rách, chấn thành vô số mảnh nhỏ. Không tốt, người này trốn vào chỗ sâu thời không rồi. Hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông sắc mặt biến đổi, đầu tiên nhận ra được. Tông phái đệ tử kiến thức rộng tái, trong vạn giới tông cũng có không gian pháp khí như vậy, nhưng mà không bao gồm hai gã đệ tử chân truyền này. Phong bạo đại thế giới có pháp khí, có tiên khí nhưng số lượng thưa thất, chỉ có một số nhỏ đệ tử tông phái trong tay mới có động tiên pháp khí mắt thấy lâm hy trốn vào chỗ sâu thời không song song sinh ra một loại cảm giác vô lực bất kể lấy lực phá xảo nói không chừng có thể giết được hắn tên đệ tử chân truyền thứ hai của vạn giới tông trong mắt hung quang chợt lóe đột nhiên tế lên thứ cấp tiên khí bay lên không chấn động to ra mấy lần đột nhiên hướng địa phương lâm hy biến mất oanh tới ầm um, không gian phá toái hiện ra chân không đen nhánh nhưng ở sau chân không cũng không thấy lâm hy Cùng lúc đó, Lâm Hy điều khiển tiểu động thiên pháp khí nhanh như tia chớp ở trong từng cái không gian vĩ độ chuyển đổi. Thứ cấp tiên khí phát ra một kích kia khiến người ta kinh khủng khiếp sợ, bất quá nghĩ đến chấn vỡ không gian duy độ ở bên ngoài phong bạo đại thế giới còn là có một chút khó khăn. Tận dụng thời cơ, liền thừa dịp hiện tại hấp thu thánh thai, đột phá đại thiên cảnh. Lâm Hy ngồi xếp bằng ở bên trong tiểu động thiên pháp khí, trong lòng vừa động, không chút do so dự liền lấy ra tiên thiên phong bạo thánh thai. Đan dược của hắn không nhiều lắm, căn bản không thể khống chế tiểu động thiên pháp khí thoát khỏi không gian hấp dẫn của loại chủ thế giới như phong bạo đại thế giới này. Thiên sứ chi tâm thiêu đốt rất nhanh, trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, dựa vào loại phương thức chạy trốn trong không gian này sau đó thoát ra, lấy thời gian tiết điểm tránh né cùng vây công, căn bản là không hề phức tạp. Tiểu động thiên pháp khí xuyên toa không gian tiêu hao thật lớn, thiên sứ chi tâm cùng thuần dương tiên đan trên người hắn căn bản không cho phép hắn tiến hành xuyên qua không gian thời gian dài, mà một khi năng lượng tiêu hao hết, tiểu động thiên pháp khí bồng bềnh ở chỗ sâu thời không, đó chính là càng thêm nguy hiểm, cơ hồ là một cái tử lộ. Cho nên, sinh lộ duy nhất của Lâm Hy chính là luyện hóa năng lượng của tiên thiên phong bạo thánh thai, ở trước khi năng lượng của thiên sứ chi tâm hoàn toàn hao hết phải trở lại phong bạo đại thế giới. Ông, tiên thiên phong bạo thánh thai màu xám cho khổng lồ trượt hiện ra trong tiểu động thiên pháp khí, cái xác bề ngoài đứng vững trên mặt đất cao bằng hai người tản ra sinh mệnh khí tức mãnh liệt. Lâm Hy cơ hồ có thể khẳng định, hấp thu năng lượng của tiên thiên phong bạo thánh thai tất có thể tăng trưởng tuổi thọ của con người. Cái phong bạo thánh thai này thoáng một chút động đậy, sinh mệnh ở bên trong vừa mới phát ra một tràng tinh thần phong bạo tịch quyển thiên địa cũng hư nhược rất nhiều, bên trong có một đoàn năng lượng khổng lồ sao động tựa hồ muốn thoát khỏi cục diện trước mắt này, song nó không có lực lượng cường đại, ngoại trừ liều mạng sao động ra, căn bản không cách nào phát động công kích hữu hiệu. Gia hỏa này vừa mới ra đời, còn chỉ có bản năng, chưa có ý thức. Trong lòng Lâm Hy lướt nhanh qua một cái ý niệm, Cỏ cây sẽ hướng theo ánh mặt trời mà sinh trưởng, bọn họ có tính mạng, có bản năng nhưng lại không có ý thức. Tiên thiên phong bạo thánh thai vừa mới đản sinh liền là ở vào loại trạng thái này, nó cơ hồ chính là một tờ giấy trắng, còn chưa có hình thành loại lạc ấn bất kỳ nào. Như vậy cũng tốt, ít nhất đã luyện hóa được nó, cũng không có gì là không thoải mái. Trường 1223, Tấn Thăng Đại Thiên Cảnh 2 Lâm Hy hai tay hợp lại, phanh một chút, đặt lên phía trên tiên thiên phong bạo thánh thai, lòng bàn tay phun ra, một cỗ tiên khí bảng bạc hảo hảo đáng đáng phụt lên mà ra tinh thần lực của lâm hy cũng tùy theo đó mà lên cùng nhau tràn vào đây chính là nguyên hình của thánh thai sao quả nhiên còn chưa tạo thành ý thức tinh thần cùng chân khí của lâm hy tràn vào trong quả trứng lập tức cảm giác được trong dịch thể ở trong đó trôi nổi một thân thể anh nhi cuộn tròn lại vẻ mặt điềm đạm không nhúc nhích toàn thân lộ ra một cỗ khí tức năng lượng thuần khiết mà nồng đậm lâm hy cẩn thận nhìn thoáng qua phát hiện anh nhi này so sánh với nhân loại vẫn còn có chút bất đồng bên ngoài thân nó mọc ra ngân sắc nhung mau tinh tế, đầu ngón tay sắc bén giống như là móng vuốt của loài chim, hơn nữa một đường mí mắt khẽ mở ra cũng để lộ ra trận trận ngân quang, lại là ngân sắc song đồng bất đồng với nhân loại. Tiên thiên phong bạo thánh thai trưởng thành quả nhiên là cùng nhân loại bất đồng. Trong đầu Lâm Hy nhớ tới con người màu đen của đám người Lý Tuyết Cơ, nói thầm, không chút do so dự nào lập tức nhanh chóng thôi động đan điền chân khí, hung hăng luyện hóa tiên thiên phong bạo thánh thai như lôi đình vạn quân. Âm, um, Cả tiểu động thiên pháp khí ầm ầm chấn động, bên trong tiên thiên phong bạo thánh thai, năng lượng cùng tinh thần lực lượng bàng bạc cũng theo tiên khí lưu động mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Lâm Hy, cùng thân thể Lâm Hy hòa tan thành một thể. Ông, thực lực của Lâm Hy vốn là đình trệ lại, nhưng giờ khắc này tất cả tiên khí toàn bộ sôi trào, phảng phất giống như đã khao khát rất lâu rồi, điên cuồng cắn nuốt năng lượng của tiên thiên phong bạo thánh thai. Lực lượng thật cường đại a, à. Lâm Hy ngẩng đầu lên, tóc dài tung bay, phát ra một thanh âm vui sướng khí tức phát ra trên người hắn giống như măng mọc sau mưa, điên cuồng tăng trưởng. Không chỉ như vậy, ngay cả tăng trưởng tinh thần lực khó khăn nhất hiện tại cũng đã nhanh chóng tăng lên, trong chớp mắt đột phá cảnh giới yêu cầu tiên đạo đệ nhị trọng đại thiên cảnh. Tinh thần tăng trưởng mang đến biến hóa cảm chi vi mô. Lâm Hy cảm giác được tinh thần lực của mình hướng ra phía ngoài phúc xạ, phạm vi cảm giác càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Lâm Hy vốn là đối với kết cấu của không gian mơ hồ có một loại hiểu biết, giống như nhìn rất thấy rất nhiều sắc khối mơ hồ, hoàn toàn là mượn lấy lực lượng xuyên toa của bản thân tiểu động thiên pháp khí. Nhưng mà hiện tại, Lâm Hy đột nhiên cảm thấy tồn tại của không gian toái phiến nhỏ bé rất nhiều, không còn là một loại cảm giác mơ hồ, mà là thật giống như đặt ở trước một cái kính phóng đại, chân thực như tận mắt nhìn thấy. Đây chính là cảm thụ tinh thần cảm chi tế trí nhập vi do tinh thần lực tăng trưởng sao. Luyện hóa cho ta, loại tinh thần cảm chi tăng cường vô hạn này hết thảy thật giống như được đặt ở dưới đèn, cảm giác như nhìn vật ở trong lòng bàn tay khiến Lâm Hy say mê thật sâu, trong lòng vừa động, Lâm Hy thôi động toàn bộ chân khí, toàn lực luyện hóa tiên thiên phong bạo thánh thai. ầm um, tiên thiên phong bạo thánh thai cao bằng hai người bị Lâm Hy dùng chân khí toàn bộ bao lấy, sau đó đột nhiên lôi kéo, răng rắc một tiếng, cả tiên thiên phong bạo thánh thai đều bị kéo ra, năng lượng trong đó giống như là nước bị vỡ ra, mãnh liệt bàng bạc rửa sạch toàn thân huyệt khiếu của Lâm Hy, tràn vào trong tứ chi bách hài. A à, Năng lượng của tiên thiên phong bạo thánh thai cơ hồ tương đương với một gã cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, Lâm Hy nhận được năng lượng của nó toàn thân thư sướng, mạnh mẽ phát ra một tiếng trường khiếu thông khoái. Ca sát sát, khớp xương bạo hưởng, khí tức của Lâm Hy trong nháy mắt từ tiên đạo nhất trọng thuần dương cảnh đột phá đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, một cỗ khí tức bàng bạc mang theo vị đạo phong bạo kinh thiên động địa từ trong cơ thể Lâm Hy bộc phát ra. Ầm, um, ở một khắc cuối cùng tất cả thiên sứ chi tâm bị thiêu đốt hầu như không còn, Lâm Hy khống chế tiểu động thiên pháp khí nổ vang, chấn phá trọng trọng hư không trở về phong bạo đại thế giới. Mau nhìn, là người đã đạt đi thánh thai. Hắn đi ra, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Động tính khổng lồ lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, một gã tiên đạo tu sĩ chỉ vào không trung kinh hô lên. Từ lúc Lâm Hy mượn tiểu động thiên pháp khí trốn vào chỗ sâu thời không đến khi Lâm Hy lần nữa hiện ra, trước sau bất quá mười mấy giây, tu sĩ phong bạo đại thế giới tham gia cướp đoạt cũng còn chưa có rời đi. Tới tốt, đang lo tìm không được ngươi. Ở phía trên thương khung, hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông đầu tiên kịp phản ứng, ánh mắt run lên, đan điền chấn động, chân khí mãnh liệt trùng thiên mà lên. Tam giới đại tiên thuật, cỗ khí tức băng thiên liệt địa lần nữa bộc phát ra, thứ cấp tiên khí khổng lồ nổ vang một tiếng, bạo chứng gấp 10 lần, tán phát ra áp lực trầm trọng khiến người ta hít thở không thông, hướng Lâm Hy trấn áp đến. Buồn cười, sĩ biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn, các ngươi lại còn chuẩn bị dùng chiêu này đối phó ta. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, thoát ra khỏi tiểu động thiên pháp khí, năm ngón tay mở ra, thiên địa luân hồi ấn bay ra, nhô lên cao chấn động, hóa thành lớn nhỏ vài mẫu, hướng xuống bên dưới chấn động một cái. Chết đi cho ta, thân sắc trên mặt của hắn hiện ra một cỗ lãnh khốc, chỉ nghe một tiếng ẩm vang, một đoàn xích hồng thái dương quang mang chói mắt chiếu dọi thiên địa mãnh liệt rơi xuống chân khí cùng thứ cấp tiên khí của hai gã đệ tử chân truyền vạn giới tông. A, à, quang mang chợt lóe, hư không nát bấy, Hai gã đệ tử chân truyền của vạn giới tông kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Lâm Hy phách thành như con muỗi, bị thiên địa luân hồi ấn đánh thành chia năm xẻ bảy, thân thể ở trong nhiệt độ hóa thành bụi phấn. Tự rước tử lộ, Lâm Hy hư không một nhiếc, trực tiếp đem kiện thứ cấp tiên khí thu nhỏ lại kia hút vào trong lòng bàn tay, ném vào bên trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lâm Hy tích lũy hùng hậu vô cùng, trừ phi là ở trên cảnh giới áp chế hắn, bằng không mà nói, đều là cường giả đại thiên cảnh, bất kể là phong bạo đại thế giới hay là tiên đạo đại thế giới cũng không có người nào có thể là đối thủ của hắn hai gã đệ tử chân truyền của vạn giới tông mặc dù lợi hại nhưng đối mặt với lâm hy thực lực tăng vọt tấn thăng tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh lại có thiên địa luân hồi ấn nơi tay cũng chỉ là bụi bay một đường ti thấy một màn như vậy bảy tên tán tu lão tổ cộng thêm hàng trăm hàng ngàn tiên đạo tán tu tại tràng đều sợ ngây người làm sao có thể đám người phong bạo lão tổ thấy cao bạo hỏa quang kia chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân. Chương 1224, động sát nhập vi. Hai gã chân truyền đệ tử đại thiên cảnh vạn giới tông là cái thực lực gì, bọn họ quá rõ ràng rồi. Ở phong bạo đại thế giới, lực lượng của tông phái đệ tử đại biểu chính thống, cảnh giới đồng dạng, tông phái đệ tử thường thường so với tán tu thì lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng hai người này liên thủ lại còn không phải là đối thủ của người trẻ tuổi thần bí, mấy tên tán tu lão tổ trong lòng rung động không dứt. Bất quá cảm thụ chấn động lớn nhất hết thảy ở chỗ này vẫn là Lý Tuyết Cơ. Không, hắn, hắn lại thật sự làm được, Lý Tuyết Cơ lúc này trợn to hai mắt, trong lòng phập phồng, khó có thể bình ổn. Thực lực của Lâm Hy quả thật cường đại, nhưng trong tâm tư Lý Tuyết Cơ cũng không cho là hắn có thể lợi hại hơn so với mấy tên tán tu lão tổ, đặc biệt là còn có đệ tử chân truyền của vạn giới tông tham gia. Lý Tuyết Cơ không ngờ rằng, Lâm Hy chẳng những thành công đoạt được tiên thiên phong bạo thánh thai, ở dưới sự giáp công của nhiều cường giả phong bạo đại thế giới như vậy thoát được một mạng còn trong thời gian thật ngắn tấn thăng lên một tầng một chiêu đánh chết hai gã đệ tử chân truyền vạn giới tông không thể nào không có gì có thể so sánh với sự thực càng giao động nhân tâm rồi biến hóa trước sau trong chốc lát nhìn ở trong mắt lý tuyết cơ liền giống như là kỳ tích rõ ràng bị rung động khổng lồ trong đầu nàng là một phiến trống rỗng đã không biết đi ứng đối như thế nào rồi ở phong bạo đại thế giới giết đệ tử chân truyền của tông phái đây là đại họa đầu tiên, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng lại kỳ dị lo lắng thay cho Lâm Hy. Hắn đã giết đệ tử của vạn giới tông, mọi người liên thủ, cùng nhau giết hắn đi. Trong thời gian thật ngắn, bảy đại tán tu lão tổ liền đã đạt thành nhất trí. Không chỉ bởi vì Lâm Hy cướp đoạt tiên thiên phong bạo thánh thai của bọn hắn, càng là bởi vì bảy người vừa mới nhìn thấy Lâm Hy biểu diễn thực lực mà cảm nhận được uy hiếp khổng lồ. Thịt thiên Nga đến miệng lại bay mất, đây là vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa, bọn họ trong lúc cố gắng giết chết lâm hy thù đã kết xuống rồi lâm hy cũng không giống là hạng người ôn hòa lương thiện gì cuộc diện này nhất định là không cách nào nhẹ nhàng rồi người này giết đệ tử của vạn giới tông bắt hắn vạn giới tông nhất định có trọng thưởng hai gã đệ tử tông phái chết ở chỗ này hơn nữa còn là chân truyền đệ tử đây là đại sự nhất định phải bắt hắn lại bằng không mà nói vạn giới tông trách tội xuống chúng ta những người này trốn cũng không thoát khỏi liên quan đối với lâm hy chưa cảm giác được thực lực của hắn cường đại, càng nhiều là mọi người lại là cảm thấy sợ hãi. Đệ tử tông phái ở trong phong bạo đại thế giới địa vị tôn quý, đều ở trên những tất cả tu sĩ tại đây. Cùng với những đệ tử tông phái này, có thể cướp đoạt bảo vật, có thể chiến đấu, có thể đánh cho hắn bị thương, nhưng duy nhất không thể giết chết hắn. Bởi vì cùng đệ tử tông phái cướp đoạt đồ vật, nhiều nhất chính là đối mặt với trả thù của một cái đệ tử tông phái. Nhưng nếu như giết chết một gã đệ tử tông phái, đối mặt liền là tức giận của cả tông phái không có ai nghĩ đến Lâm Hy sẽ giết bọn họ. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ, bất an. ầm, um, hư không gầm thét, một màn hình ảnh đã từng trình diễn qua lại xuất hiện lần nữa. Thuần dương cường giả chi chít, ngàn vạn bộc phát ra tiên khí hồng lưu kinh thiên, hướng lên Lâm Hy ở thiên không oanh tới. Hư, còn muốn dùng một chiêu này, Lâm Hy ở thiên không nhìn thấy một màn như vậy, cười lạnh, hắn bị kết giới cấm chế hạn chế ở chỗ này, không cách nào trốn tránh nhiều người liên thủ như vậy cho dù lực lượng của hắn có cường thịnh thêm gấp mấy lần nữa cũng không thể cứng rắn tiếp được bất quá lâm hy từ đầu đã không nghĩ tới đón đỡ sau khi thực lực đạt tới tiên đạo đệ nhị trong đại thiên cảnh một cái biến hóa rõ ràng nhất chính là tinh thần lực bao phủ hư không liền là đối với các loại biến hóa trong chiến trường có thể quan sát được tế trí nhập vi như hoa văn trong lòng bàn tay hàng trăm hàng ngàn tiên đạo cường giả của phong bạo đại thế giới liên thủ phát ra công kích thoạt nhìn thanh thế kinh người cùng lúc trước không có gì khác nhau nhưng vào lúc này ở trong mắt của lâm hy tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh lại rõ ràng có thể thấy rất nhiều sơ hở một trăm người đồng thời dùng lực vĩnh viễn không thể nào đạt tới hiệu quả của một người dùng lực đây chính là thứ mà giờ phút này lâm hy nhìn thấy được thế giới không thay đổi nhưng tâm đã thay đổi đây chính là biến hóa của tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh oanh thân thể lâm hy rơi xuống phảng phất giống như một viên vẫn thạch trực tiếp nghênh đón tiên khí hồng lưu đầy trời thanh âm tiên khí hồng lưu kinh người tạo thành hủy diệt hải dương ở một khắc lâm hy rơi xuống đột nhiên xảy ra biến hóa bất khả tư nghị liền ở địa phương lâm hy rơi xuống rất nhiều tiên đạo chân khí đụng vào lẫn nhau một cái trong nháy mắt liền biến thành chỗ yếu ớt nhất trong tất cả công kích cái sơ hở này lúc trước cũng không có là tùy cơ xuất hiện rất nhiều người không có cảm giác nhưng mà lâm hy bắt được ông lóe lên một cái lâm hy giống như một tảng đá lớn rơi vào trong hải dương tiên khí phong ma đại tiên thuật tiên khí ba động phát hiện cái địa từ trong cơ thể Lâm Hy bộc phát ra, ở trong vòng 10 trượng bên ngoài hắn, không gian vặn vẹo biến hóa giống như là cuộn sóng. Rất nhiều chân khí ở dưới tác dụng phong ma đại tiên thuật của Lâm Hy triệt tiêu lẫn nhau, trùng kích ở chung một chỗ, suy yếu nhiều vô cùng. Tinh thần lực của Lâm Hy bao phủ hư không, khổng lồ vô cùng, rất nhiều biến hóa toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Thoạt nhìn công kích hung mãnh bị một cỗ chân khí cũng không phải rất cường đại của hắn vẩy ra, lập tức tiêu tan vô hình từ trên cao đến giữa không trung nơi lâm hy đi qua hỏa suốt một cái quỹ tích kỳ dị lại ở bên trong ngàn vạn tiên khí hồng lưu khai phá ra một con đường kỳ dị an toàn nhất công kích gặp phải có thể đếm được trên đầu ngón tay nhiều lần lâm hy thoạt nhìn sẽ bị mười mấy tên tiên đạo cường giả công kích rào thành phấn vụn nhưng sau một khắc hắn lại bình an vô sự xuyên ra ngoài cả quá trình hung mãnh vô cùng nhưng vẻ mặt của lâm hy thủy chung vẫn duy trì tỉnh táo oanh trong lúc điện quang hỏa thạch lâm hy ở trên bầu trời xẹt qua một đạo quỹ tích kỳ dị phảng phất như là vẫn thạch nặng nề rơi xuống ở trong đám người phía dưới. Chỉ nghe oanh một tiếng, sóng xung kích khổng lồ tịch quyền tứ phương, mấy tên tiên đạo tu sĩ thực lực không đủ, cổ họng cũng không thốt ra được một tiếng liền bị Lâm Hy đập thành phấn vụn. Một khắc khi Lâm Hy rơi xuống, xuất hiện ở bên người chúng nhân, tất cả mọi người đều có loại cảm giác gặp quỷ, mau cốt tủng nhiên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy ở trung ương tràn đầy kinh khủng. Trường 1225, giết chết toàn bộ một. Lâm Hy đứng sừng sững hư không, mắt như lãnh điện ở trên hư không đảo qua, không đợi những người này phản ứng, lập tức xuất thủ. Hư không, phấn toái, âm, không gian chấn động, lấy Lâm Hy làm hạch tâm trong nháy mắt sinh ra từng vòng gợn sóng, sau đó một cỗ lực lượng cường đại đến bất khả tư nghị từ chỗ sâu hư không bộc phát ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong không gian hình cầu có phương viên mấy ngàn trượng hư không nát bấy, phảng phất như gương vỡ vụn, chi chít, phá thành mảnh nhỏ cỗ năng lượng mang tính hủy diệt nát bấy hết thảy này ở trong nháy mắt đem vô số cường giả phong bạo đại thế giới quấn vào bên trong. ầm um, một tiếng nổ kinh thiên như thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang ở dưới tác dụng phấn toái đại tiên thuật của Lâm Hy, tảng lớn tiên đạo tu sĩ cổ hỏng cũng không thốt lên được một tiếng liền bị hư không phá toái, quẩy thành nát bấy. Lâm Hy không cần đánh tan chân khí của bọn hắn, chỉ cần quấy vỡ nhục thể là có thể đem bọn họ nhất nhất đánh chết. Tu sĩ có cường thịnh đi nữa, thân thể cũng là nhược điểm vĩnh hằng lần tập kích bất ngờ này, Lâm Hy một kích đắc thủ. Dầm dầm, đầy trời đều là tinh thạch bồng bềnh, những cường giả của phong bạo đại thế giới này sau khi bị đánh chết khác với cường giả của tiên đạo đại thế giới, không phải thân tử hồn diệt, mà hóa thành rất nhiều tinh thạch cường đại, bồng bềnh trong hư không. Bá, Lâm Hy tâm niệm vừa động, đồng thời khi thi triển phấn toái đại tiên thuật đánh chết những người này thì, chân khí khổng lồ cũng vòng qua vòng lại một cái, lập tức quét những tinh thạch này vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, trồng chất cùng một chỗ, những tinh thạch đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Lâm Hy một mình một người lưu lạc ở phong bạo đại thế giới, cần có nhất chính là năng lượng, loại vật này tuyệt đối không thể nào buông tha được. Đáng chết, giết hắn đi, bạch cốt đại tiên thuật, cụ phong đại tiên thuật, trùng kích đại tiên thuật, cùng lúc đó, bảy tên lão tổ cũng mượn cơ hội hoàn thành vây kín. Thấy Lâm Hy giết nhiều đạo hữu mời đến như vậy, bảy tên lão tổ nguyên một đám tức giận đến giận sôi, bạo khiêu lên, nguyên một đám vận chuyển chân khí đến cực hạt, từ trên cao nhìn xuống, đánh về phía Lâm Hy. Thánh Long Đại Pháp, chân khí Lâm Hy căn bản không có không song kỳ, thân hình bãi xuống, bá thoáng một phát, hóa thành một đầu hoàng kim Thánh Long, toàn thân khí thức vụt 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 lại trướng lên một đoạn. Xích Long Đại Tiên Thuật, Phong Ma Đại Tiên Thuật, Phấn Toái Đại Tiên Thuật, Lôi Công Đại Pháp, Lâm Hy chấn động thân thể, hét to liên tục, giống như thần nhân mấy môn đại tiên thuật tính cả mấy môn đạo quả vẫn là đại viên mãn cảnh toàn bộ đều bị hắn đẩy vào trong tuyệt phẩm đỉnh phong pháp khí thiên địa luân hồi ấn ầm um, ầm um, không gian nổ vang thiên địa luân hồi ấn được tất cả chân khí toàn thân lâm hy ủng hộ lập tức tăng vọt mấy lần so với lúc trước đối phó hai gã đệ tử vạn giới tông còn khủng bố hơn nhiều khí thức trầm trọng phảng phất như một dãy núi cự đại vắt ngang trong hư không sau đó mãnh liệt nện tới ầm um, ầm um, trong tiếng nổ kinh thiên lâm hy dốc hết toàn lực một kích cùng đụng vào bảy cổ hồng lưu mãnh liệt kinh thiên của bảy tên tán tu lão tổ. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang kinh thiên, hư không sụp đổ, hiện ra một mảnh hơn 10 vết nứt không gian lớn nhỏ. Hai gã tán tu lão tổ cổ họng không thốt lên nổi một tiếng đã giống như hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông lúc trước, bị lực lượng phản chấn cực lớn từ thiên địa luân hồi ấn của Lâm Hy chấn vỡ thân thể, hóa thành bột mịn. Mà cùng lúc đó, Lâm Hy hóa thân cự long bàng đại cũng oanh một tiếng, chịu phải lực lượng phản chấn cực lớn, thân thể khổng lồ bị chấn lui xuống mặt đất, lòng nhãn, lòng khẩu, lòng tị, thậm chí kể cả dưới lân phiến ở nửa người trên đều chảy ra tầng tầng huyết tương. Bảy tên tán tu lão tổ cũng không phải đối thủ của Lâm Hy, nhưng bọn họ đều là cường giả tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, đã chìm đắm mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, bảy người liên thủ, hơn xa lực lượng hai gã đệ tử vạn giới tông đã bị giết chết, ngay cả Lâm Hy cũng đỡ không nổi, bị chấn ra long huyết huyết tương. Đáng chết, không giết tên chó chết này, khó tiêu mối hận trong lòng lão phu. Lôi đình chân quân trong mắt lóe lên huyết quang, bá thoáng một phát, hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức dốc hết toàn lực đuổi tới Lâm Hy. Bảy người liên thủ, bị Lâm Hy chấn chết mất hai người, lúc này phẫn nộ nhất không ai hơn hắn cả. Tiên thiên phong bạo thánh thai là thứ hắn phát hiện trước, đáng tiếc phong bạo đại thế giới cũng không có quỷ củ và thuyết pháp tới trước được trước. Lôi đình chân quân hao phí nhiều tinh lực như vậy, dựa thế bố cục, còn mời nhiều đồng đạo như vậy, chính là để đảm bảo có thể cướp được cái tiên thiên phong bạo thánh thai này. Không nghĩ tới, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau, ngược lại khiến Lâm Hy chiếm được tiện nghi. Lôi hệ có tốc độ nhanh nhất trong các hệ, lôi đình chân quân lập lè một cái, lập tức vượt qua mọi người, xuất hiện ở sau lưng Lâm Hy. Lôi đình đại tiên thuật, ăn thánh thai của ta, vậy để mạng lại trả đi. Lôi đình chân quân thần sắc dữ tợn, năm ngón tay dơ cao lên, một cổ lôi quang lập lè, hóa thành lôi cầu, bộc phát ra hào quang kinh thiên, bên trong lôi cầu thấy ẩn hiện vô số lôi bộ thần linh lớn chừng móng tay, tản mát ra khí tức uy nghiêm, xoáy lấy lôi cầu cấp tốc xoay tròn. Phích lịch, tiếng sấm vừa vang lên, trong thiên địa hóa thành một phiến hắc ám, ngàn vạn lôi điện ẩn chứa lực lượng bàng bạc, dùng thế lôi đình vạn quân hóa thành một tấm lưới khổng lồ chụp xuống Lâm Hy. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hy hóa thân hoàng kim thánh long chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện ra một tia mỉa mai. Hắn bị bảy người liên thủ đánh một kích chấn cho huyết tương cũng phun ra, bất quá tình huống thực tế lại vượt xa thế. Thân thể Hoàng Kim Thánh Long vốn đã vô cùng cứng rắn, thêm vào tác dụng thu nạp tổn thương của vạn hoàng đồ, Lâm Hy tuy rằng bị thương, nhưng tổn thương cũng không có nặng như mấy người kia nghĩ. Dùng một lần bị thương này, đổi lấy cái chết của hai gã lão tổ, đánh tan xu thế liên thủ của bọn hắn, đối với Lâm Hy mà nói quả thật rất đáng giá. Chỉ có điều, lôi đình chân quân nếu như cho rằng như vậy là có thể kiếm tiện nghi thì đã sai 10 phần rồi. Lôi đình chân quân, người muốn tập kích ta, vậy thì ngươi đã tính sai rồi. Lâm Hy nhìn qua lôi điện mang theo tính hủy diệt đầy trời liền cười lạnh một tiếng, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của lôi đình chân quân liền bá thoáng một phát, chủ động vọt vào trong lôi điện đầy trời. Đến đây đi, coi chừng, giữa không chung, chỉ có phong bạo lão tổ cảm thấy khác thường, thần sắc khẽ biến, quát lên chói tai. chương 1226, giết chết toàn bộ hai. ầm ầm lôi điện đầy trời như trăm sông hợp thành biển, chui vào trong lôi điện hải dương. Lôi công đại pháp của Lâm Hy vốn đang khuyết thiếu năng lượng, lôi đình đại tiên thuật của lôi đình chân quân giống như đưa lên một hồi thịnh yến vậy, đối với Lâm Hy mà nói, chẳng những không có tổn thương, ngược lại còn là đại bổ. ầm ầm một hồi lôi đình trầm đục từ trong cơ thể Lâm Hy truyền đến, trong nháy mắt, một lôi thần như đế hoàng, ánh mắt sắc bén, thần thái uy nghiêm, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Hy, lôi đình chấn động vô cùng vô tận từ trên người Lâm Hy phát ra. Trong tích tắc này, trên người Lâm Hy rõ ràng sinh ra một cổ cảm giác vạn lôi cùng phục. Cái gì? Lôi Đình Chân Quân quá sợ hãi, hắn cảm giác một môn tuyệt học lôi hệ trong cơ thể Lâm Hy rõ ràng dưới sự kích thích của hắn đã tăng lên tới cảnh giới đại tiên thuật. Môn tuyệt học lôi hệ này thậm chí còn cao cấp, lợi hại hơn cả Lôi Đình đại tiên thuật của hắn, đứng trước trước mặt Lâm Hy cũng như thần tử đứng trước mặt hoàng đế vậy, thậm chí ngay cả lôi đình chân khí trong thể nội cũng cơ hồ không thể khống chế nổi. Ha ha ha, Lôi Đình Chân Quân, cảm ơn ngươi rồi." Thanh âm Lâm Hy như chuông vang vọng khắp thiên địa, tuy rằng là tiếng cười nhưng lãnh ý trong thanh âm lại khiến kẻ khác không rét mà run. Để tỏ lòng cảm tạ đối với ngươi, chiêu này tặng cho ngươi đấy. Vạn lôi đại tiên thuật, ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn, trong chốc lát từ không trung cuốn tới, trong tối tăm, chỉ nghe một tiếng gào thét uy nghiêm, mơ hồ, trong khoảng cực ngắn, một long chảo cực lớn phủ kín thanh lân, vô cùng to lớn một chảo chộp vào đỉnh đầu lôi đỉnh chân quân, dùng năng lượng của lôi đỉnh chân quân, một kích này rõ ràng hoàn toàn không thể né tránh, thật giống như khối sắt không thoát khỏi nam châm vậy, bị một chảo chảo bạo, hóa thành cho bụi. Tư, lôi đình lập lòe, lôi đình chân quân sau khi chết, cũng không hóa thành tinh thạch, lôi đình chân khí trong cơ thể hắn như nam châm giống như, hóa thành thành ngàn vạn sợi, toàn bộ như bách xuyên nạp hải, chui vào trong cơ thể lâm hy. A hát, vạn lôi đại tiên thuật vừa mới tấn chức, còn rất yếu ớt của lâm hy nhận được toàn bộ tu vi của cường giả đại thiên cảnh như lôi đình chân quân, bá 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 nước lên thì thuyền lên, trong chớp mắt đã tấn thăng đến một trình độ kinh người, triệt để ổn định lại hiện giờ tất cả đều chết đi cho ta lâm hy lưu chuyển chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như nước thủy triều lực lượng cường đại ông một tiếng long thân của lâm hy nhoáng một cái như thiểm điện nhào tới mấy tên tán tu lão tổ đang kinh ngạc đến ngây người kia oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa một gã tán tu lão tổ không kịp né tránh trực tiếp bị lâm hy một quyền đánh bại đi mau bốn gã tán tu lão tổ còn lại mắt thấy lâm hy giống như thiên thần thế không thể đỡ mỗi người đều cảm thấy lòng lạnh buốt nào còn dám đánh chủ ý vào Lâm Hy nữa, nhao nhao tán loạn. Trốn được không, chết đi cho ta, Lâm Hy đuổi tới một lão tổ phía trước, lòng chảo vỗ, trực tiếp đánh bại. Vạn lôi đại tiên thuật, lôi quang phun tiết, Lâm Hy nháy mắt lại vượt qua bạch cốt lão cổ, lần nữa đánh bại. Đồng thời là tu vi đại thiên cảnh, nhưng những người này căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hy. Lâm Hy có thể một chiêu đánh bại hai gã chân truyền đệ tử vạn giới tông, cũng có thể một chiêu đánh bại những tán tu lão tổ này. Cảnh giới tăng lên, căn bản không người nào có thể chống lại Lâm Hy. Kết giới cấm chế vốn dùng để vây khốn Lâm Hy, giờ phút này lại trở thành lao lung bỏ mạng. Tán tu lão tổ của phong bạo đại thế giới một người tiếc một người bị Lâm Hy liên tiếp đuổi theo, từng tên đều bị đập thành phấn vụn, hóa thành tinh thạch bị Lâm Hy thuận tay thu nhập vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Dừng tay, gạch nối, đến khi bảy tên tán tu lão tổ chỉ còn lại mình phong bạo lão tổ thì bỗng nhiên tiếng hét to của một nữ tử truyền đến hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh nữ tử quen thuộc xuất hiện ở trước người Lâm Hy. Ta biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, chuyện ngày đó cũng là chúng ta sai. Nhưng cầu ngươi xem trên phân thượng ta không bạo lộ thân phận của ngươi hãy buông tha sư phụ ta, được không? Lý Tuyết Cơ mở hai tay ra, trong mắt ngập nước mắt, ngăn ở trước người phong bạo lão tổ. Mà phía sau nàng, phong bạo lão tổ đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn đại nạn buông xuống, đã có thể phá sinh tử, nhưng lúc chân chính sắp chết đến nơi lúc thì vẫn cảm thấy một cổ sợ hãi thật lớn. Sợ hãi đối với tử vong là bản năng tánh mạng, dù phong bạo lão tổ tự nhận hẳn phải chết, nhưng một khắc cuối cùng đối mặt tử vong cũng nhịn không được dục vọng muốn sống mãnh liệt. Người nhận thức hắn, phong bạo lão tổ cả kinh nói, hắn cả kinh không nhỏ, không có ai biết người trẻ tuổi đáng sợ kia từ đâu đến, trước khi hắn chính thức phát huy thì tựa hồ không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Nhưng đồ đệ của mình, nữ đồ nhi duy nhất này rõ ràng lại biết hắn. Trong mắt Lâm Hy hiện lên đủ loại hào quang, loại cường giả như phong bạo lão tổ trong mắt hắn cũng chỉ như con sâu cái kiến, có thể dùng một chảo chảo chết, đối với hắn cũng không đáng gì, bất quá lý tuyết cơ. Đối với lý tuyết cơ, Lâm Hy rất khó nói là cảm giác gì. Hai người chưa nói giao tình gì, cũng chưa nói tới cảm tình, Lâm Hy đối với nàng căn bản không có chút cảm giác nào cả, bất quá, trong khoảng thời gian ở chung với nàng, Lâm Hy đối với nàng vẫn có chút tôn kính. Lý Tuyết Cơ cũng không phải người tốt lành gì, nhưng đối với sư phụ mình lại cực kỳ tôn kính. Dưới tình huống biết rõ sẽ làm Lâm Hy tức giận, liên lụy đến mình còn đứng ra cứu sư phụ mình, chỉ điểm này thôi cũng đã đáng để mọi người tôn trọng rồi. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Cơ, Lý Tuyết Cơ không chút lùi bước, ánh mắt nhìn về phía hắn một mảnh thản nhiên, phảng phất như đã biết rõ vận mệnh của mình, nên cũng bất chấp rồi. Ông, long thân trên trăm trượng lập lè một cái hóa thành nhân hình, Lâm Hy đứng trong hư không, ánh mắt lướt qua Lý Tuyết Cơ, lạnh lùng nhìn về phía phong bạo lão tổ phía sau nàng người vận khí không tệ thu một đồ để tốt chuyện hôm nay nếu ngươi không cam những tinh thạch tác lạc kia có lẽ đủ để tăng lên tuổi thọ của ngươi trong một thời gian ngắn rồi hiện giờ không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta đi đi lâm hy lạnh lùng nói nguyên một đám quái vật sống hơn một ngàn năm già mà thành tinh sao có thể dễ dàng buông tha như vậy đặc biệt là khi thấy đối thủ là một người trẻ tuổi muốn lấy kinh nghiệm để chiến thắng đối phương Lâm Hy có thể cảm giác được rõ ràng, phòng bạo lão tổ cũng không phải thật sự buông tha, hắn chỉ tạm thời sợ hãi thực lực của mình thôi, nếu như có cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay. Bất quá, Lâm Hy sẽ không cho hắn loại cơ hội này. chương 1227, Cường giả tư mệnh cảnh. Lý Tuyết Cơ, ở phân thưởng ngươi coi như cũng hợp tác, đây là một lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, hiện giờ, tách ra A. Lâm Hy dứt lời, ầm vang một tiếng, kết giới cấm chế đã bị phá vỡ, khóa cầu vùng bay đi